Sau đây là một game D&D ngắn mang tính thriller, giật gân với nhân vật chính là những đứa trẻ đi tìm một người bạn mất tích của mình. Game này do Táo hay Taco dẫn trong server Discord chơi D&D của bọn mình, Funky Dungeon Master. Còn mình chỉ là một người chơi. Đây là Where is Saul? Saul ở đâu? Khi bọn mình bắt đầu ghi âm thì thiếu mất phần giới thiệu của một nhân vật. Đây là Erwin chơi bởi Hoàng. Cậu đã từng bị một tai nạn khi leo trèo nhưng may mắn thay vẫn sống sót. Nhân vật Edward của mình là một cậu bé trước đây không ở trong ngôi làng này mà ở ngôi làng khác. Ngôi làng đó sau khi bị một con rồng phá hủy và bố mẹ cậu ấy bị con rồng đó giết chết thì cậu được nhận nuôi về ngôi làng này. Tuy là cậu đã quên được cũng đã quên được cái chết bố mẹ nhưng vẫn còn khỏe mạnh bởi quá khứ. Cậu vẫn hơi trầm cảm. Ok, cảm ơn. Đó là câu chuyện khá là thú vị. Tiếp tục với Aisa Nguyệt Chi. Tên là Aisa, mình là một goblin. Cha mình thì là một kỹ sư ở trong Iset. Cha mình không muốn là mình chỉ trong rú rú ở trong nhà máy nên là cha mình sẽ đã bắt mình đi học. Vì là một goblin nên mình khá hay bị bắt nạt. Thế nên mình cũng không thích trả thích trường học gì cả. Trong một lần mình bị bắt nạt thì bốn cậu đã đến để giúp mình. Và từ đó mình đã làm quen với các cậu và đã rất vui đến hiện nay. Xin hết. Ai sao bị bắt nạt vì cái gì nhỉ? Vì mình là một goblin. Giống như là bị phân biệt tộc. Người chủng tộc. Dạ. Vì cô ấy là goblin, cũng là cô gái duy nhất của nhóm này. Và cuối cùng, hãy tiếp đến với Dũng. Dũng là một cậu bé khá cục mịch, cù mì. Cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi ở trong nhà thờ. Có khá nhiều đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi nhà thờ của cái ngôi làng này. Và trong quá trình lớn lên thì cậu được giáo dục khá nhiều về các cái tín ngưỡng tôn giáo và cũng đọc khá sách vở. Tính cách của cậu thì thường làm người hơi trầm tính một chút, cũng ham vui chơi mọi người, nhưng mà thường không phải là người đưa ra các cái ý tưởng là bọn mình nên làm gì, chỉ theo Dũng. Ok, và đó là tất cả của Dũng. Well, các bạn đang có vẻ là một buổi họp mặt khá là vui vẻ và hạnh phúc, cũng như là đầm ấm ở bên cạnh những cái lò sưởi, bên cạnh cái ánh từ cái tỏa, cái ánh vàng tỏa ra từ cái lò sưởi. Thì ngoài bốn người ra, trong phòng còn một người nữa, đó chính là So, tụi bạn lâu năm của tụi bạn. So như là một người ăn chay, là người đưa ra quyết định, dù khá ít nói nhưng mà ăn ta như một người phụ nữ vậy. So ngày hôm nay có một thứ mà muốn cho các bạn xem. Wow, này các cậu, nhân này nó có một quyển như này. Wow, Dũng sẽ đến và ngó. Ok. Wow. Này Dũng như này. Đây. Một quyển cổ tích Peter Pan. Peter Pan. Ui. Đúng. Em có nghe nói về cái sách đấy nhưng mà trong nhà thờ không có quá nhiều chuyện viễn tưởng như vậy. Trời. Vâng, đúng vậy. Quyển này khá là hiếm đấy. Trời, đỡ phải là lén vào thư viện và ăn cắp đó đấy. Thử đúng là tại Peter giỏi mà. Này, các cậu cùng đọc nó nào. Đúng không? Aisa muốn nhờ Aisa? Dạ đúng rồi. Chào tất xem hết. Ok, mọi người có thể roleplay kể từ bây giờ, thể roleplay bất cứ khúc nào nha. Edward nhanh nhậu chạy tới nói: "À, tôi biết cuốn này này. Hồi trước tôi hay trốn học ra thư viện để đọc nó đấy. Hay lắm." Chúng ta cùng nhau ngồi đọc nó nào. Vậy là nhóm bạn 5 người cùng nhau nằm dưới lớp ẩm mềm mại trước cái hơi ấm của chiếc lò sưởi và đọc cái quyển cổ tích Peter Pan cũng như là xứ sở thần tiên. Thời gian trôi đi và tầm khoảng vài tiếng sau, đến căn giờ tối của buổi đêm lặng giá, một tiếng gõ cửa từ bên ngoài cốc cốc cốc. Ai gõ cửa vậy Edwin? À, ta không biết nữa thì tôi ra xem. Edwin ra cái cửa xem. Ok, ngay khi Edwin ra mở cửa thì ở đối diện của Edwin là một cô gái, một người phụ nữ cao, đội mũ và mặc một bộ đồ khá là chỉnh tề. So đã lớn lúc về rồi. Chào tạm biệt những người bạn của con nào. Mẹ, nhưng mà vâng mẹ, thôi tớ phải đi rồi. Các cậu một đêm giáng sinh tuyệt vời nhé. So nói xong thì ăn để quyển Peter Pan trên cái sofa ở cái bờn của Nguyệt của Aisa đang đi. Cho em mượn về nhà nhá. Anh cho em mượn. Được chứ. Chúng ta là bạn mà, phải chia sẻ cho nhau.
Cảm ơn anh. Aisha chạy theo Saul và ôm chầm cậu ấy và cho cậu ấy một sáng sinh vui vẻ. Ok, Aisha có thể nhận ra là có vẻ là da của Saul hơi lạnh, trong cậu ta có vẻ là phải chịu lạnh từ nãy đến giờ. Cảm ơn cậu Aisha. Tớ ấm hơn rồi. Cảm ơn cậu nhé. Không có gì. Saul mỉm cười nhìn Aisha, nhìn những người bạn của mình, rồi anh ta đi theo mẹ. Vài ngày sau, gì? Đi, không sao. Ok. Vài ngày sau thì mọi người không còn gặp Saul nữa. Khoảng là 2 ngày sau thì bỗng nhiên là người lớn bắt đầu nhốn nháo lên, tổ chức một cuộc tìm kiếm vợ. Và đến ngày thứ 3, khi mà mọi người vừa nhận ra là có những tờ thông báo được dán trên những cái bản thông báo ở khắp mọi nơi, đó rằng Saul đã mất tích. Alo. Ok. Và bây giờ thì mọi người quay lại chính căn phòng này và gặp nhau để nói về việc vì sao Saul mất tích. Ai xa thăng mắc, sao có thể đi đâu được nhỉ? Cậu ấy vừa mấy hôm trước vừa mới ở đây cơ mà, cùng với bọn mình ở trong con phòng này. Edward lên tiếng, cậu ấy mất tích mấy ngày nay rồi, chắc không phải liên quan gì đến cuốn sách mấy lần trước cậu ấy mượn từ thư viện chứ. Bên đây cũng chỉ là một cuốn sách liên quan gì. Đúng. Dũng bây giờ đang ngồi cầm cái cuốn sách, như giữ chặt ôm hai tay. Không phải là... ta nghe mùi có một sự xấu xa. Quỷ sát này đã được ăn cắp. Đúng à? Một giọng nói được khẽ bên tai của Dũng. Tôi hỏi đi em là Edwin có nghe gì từ cha mình không? Edwin có vẻ là cha của Edwin. Edwin không có phải là kiểu cặp cha con quá là thân thiết, cho nên ông cũng ít khi mà nhắc đến mấy Dũng. Dũng sẽ nói nhẹ, tự nói nhỏ với mình. Anh chưa nói với ai. Ăn cắp à? Nó sẽ mở cuốn sách ra xem có ký hiệu gì, có cái viết gì của thư viện nào hoặc gì không. Chẳng có vẻ là trong quyển sách, có vẻ là trong quyển sách không có, nhưng mà đằng sau quyển sách thì có ký chữ ký, đó là sách của thư viện Cosmel. Thì như mọi người đã biết thì trong thị trấn này có một thư viện duy nhất là thư viện Cosmel. Mọi người có nghĩ So đã lấy trộm cuốn sách này không? Bình thường Saul là một người như nào nhỉ? Mọi người biết Saul là một người như nào? Saul là một người nhắc lại Saul là một người khá là trưởng thành. Cậu ta là một cậu bé 14 tuổi, khá là lăng lẹ, biệt bợm, và có vẻ cậu ta là mặc dù khá ít nói nhưng mà có lẽ cậu ta như là một người đàn ăn, một captain của cái nhóm này vậy. Cậu ấy đã từng bao giờ ăn trộm chưa? Có. Cậu ta đứng sau rất nhiều phá hoại của cái nhóm này. Thì cũng đã là đàn anh của nhóm chúng ta. Muốn được ăn trộm một cuốn sách thì có đã là gì? Nhưng nhỡ cuốn sách này liên quan đến việc anh ấy biến mất thì sao? Nhỡ đâu người ta phát hiện xong rồi đem anh ấy đi đánh. Cũng nghi ngờ như ái xe vậy. Thủ thư trong thư viện đó không dữ dằn lắm. Không đến mức đấy đâu, cuốn sách thôi mà. Không, nhưng đây là cuốn sách rất hay, rất hiếu. Không đến mức đó đâu. Thế thì làm sao mà lại biến mất? Chắc hẳn là sao đâu đó lại lạc rồi. Các cậu có thấy trên tấm bảng có một cái tờ giấy đúng không? Thì ở trên này có thông tin gì về lần cuối người ta thấy Saul hay không? Có vẻ là không. Chỉ có một cái tờ, các bạn chỉ thấy một cái tờ kiểu missions, một cái tờ kiểu mất tích Saul. Edward lần tiếng nói, lần cuối chúng ta thấy Saul là khi cậu ấy đi với mẹ cậu ấy. Để chúng ta đi qua nhà hỏi bà ấy thử. Ý tưởng hay đấy. Rồi. Cũng được. Đến nhà Saul đúng không? Ok, cho cậu đến nhà Saul đúng không? Ok. Yeah. Từ đây tôi kéo lại chúng ta vừa tìm đến nhà to chúng ta rồi. Okay. Các bạn men lỗi cái này cũng ổn đấy mày lơ chúng ta đi ông sang bao nhiêu multiverse đấy mày đến nhà to vậy bao nhiêu đa vũ trụ rồi. Oh my god. Oh my god.
Ừ. Nãy giờ là em kéo map hơi bị nhiều nha. Một hai nào đây là bây giờ lỡ nhiều quá. Anh em thông cảm cái làng này hơi hảo lánh thì trang nhà cũng sách hơi nhanh. Ok. Okay. Thì, các bạn thấy đây, đây chính là bản đồ của thị trấn Cosmail. Thì nhà So, bởi vì tôi không có làm nhà map cho So. Cho nên là khi các bạn, ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Đó là một căn nhà có vẻ là cũng ở mức ở một điều kiện khá. Một căn nhà khá đoan trang, mặc dù không đoan trang bằng căn nhà của thị trưởng. Và trước các mặt các bạn đây là một căn nhà rất cao, cũng khoảng 2 tầng, khá là to và không có ai đứng trước cửa cả. Mình hỏi cái bây giờ đặc xá đang ngày đêm. Đang sáng. Aisha chạy đến cửa sổ ngó vào. Well, Aisha có thể thấy là bên trong có vẻ là không có người nào. Nói với cả đám bạn. Ê, mấy cậu, trong này chả thấy ai cả. Có khi nào hai người đấy đi đâu đấy không? Ừ, không như vậy, thử gõ cửa xem nào. Nếu mà So đi đâu thì phải nói với bọn mình chứ. Equin đã thử gõ cửa. Ok, Equin đứng gõ cửa. Có vẻ là không một hồi âm nào cả. Vậy như không có ở nhà kể, chúng ta thử tìm vào bằng cách khác đi. Edward đi vòng vào sau nhà. Ok. Edward đi vào sau nhà thì cũng có cửa đằng sau. Rồi sau đó là thầm vào tay nắm thử mở cửa. Cánh cửa bị khóa. Này, đừng có thử đột nhập vào chứ. Vậy là không nên. Edward chạy. Mình đã thử gõ cửa chứ nhỉ? Ở rồi. Rồi. Một lần. Dạ không hỏi ăn. Edward đã cửa. Hả? Con. Mình đã cửa. Nào. Đó hả? Đừng có, dạ. đừng như vậy. Chúng ta không phải đi đến nghịch đâu. Đây vẫn là nhà của sau mà. À, đúng. Cái gì cũng là anh của chúng ta. Có vẻ là nhóm những đứa trẻ chúng ta đứng trước một căn nhà của So một hồi. Sau tiếng gõ cửa thì có vẻ họ lây hoay một hồi nữa. Thì bỗng nhiên có một tiếng bước chân bước xuống. Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ với bộ đồ có vẻ là lem luốc hơn một tí. Mọi người có thể nhận ra đó là mẹ của So. Cô ta bước ra, nhìn đứa trẻ với đôi mắt mệt mỏi, tay trái thì cầm một chai gì đó thủy tinh. Đám nhóc này, hay là các người giao bảo à? Dạ không thưa cô, chúng cháu là bạn của So, chúng cháu tới đây vì lo cho anh ấy. Có thể chúng cháu biết anh ấy đang ở đâu không ạ? So, thằng đánh con đấy chạy đi đâu rồi? Ta thì biết quái chứ. Có cảnh vệ trong thị trấn thực tệ chả làm được quái gì cả. Thế các ngươi không phải là những người giao báo à? Không thưa chúng cháu không phải à. Bạn cháu là bạn của sao? Bạn ơi. Lũ bạn phiền phức. Cô ta có vẻ hậm hực một tí. Rồi nóc một hơi rượu xong bước vô nhà đóng cửa chặt lại. Aisha than thiệt. Đúng là một cái bà già. Đã uống rượu rồi mà còn chửi mắng chúng ta nữa. Thật là vô phúc khi mà So xin được sinh ở cái nhà này. Cái đấy là uống rượu à? Tôi nghĩ, em nghĩ vậy chứ. Chứ có ai mà lại uống nước ngọt mà lại sờ sài bẩn. Thấy đâu chứ. Cô không biết So. Bác ấy không biết So ở đâu. Thì phải làm sao giờ? Cậu ấy cần người thân nào không nhỉ? Giống. Quyển sách, một giọng nói thẻ. Dũng sẽ lấy quyển sách ra gõ, lật qua lật lại. Nó vẫn là quyển sách mà năm anh em đọc, và đằng sau nó vẫn ghi, vẫn rõ một chữ là sách của thư viện Gospel. Gospel. Này, mình đến thử thư viện xem được không? Để làm gì chứ? Để tìm nguồn gốc của cuốn sách. Nhưng là có thể là liên quan đến sự mất tích của Só. Tớ không biết. Tớ nghĩ thế. Các cậu lại nghĩ sao? Nghe theo lời của Dũng đi. Bây giờ chúng ta cứ chạy loanh quanh thế này thì cũng chẳng tìm được Só đâu. Cũng được. Vậy chúng ta đi thôi. Ok. Giờ nhóm bạn quyết định đến thư viện Cosmere đúng không? Dạ. Đúng rồi. Ok. Chuyển map. Multiverse nào. Ok. Multiverse. Ok. Từ nào. Từ hình. Ok. Multiverse gì đây? Thắng tình à? Lại thắng thế nhỉ? Quay ra. Ok. There's nowhere.
Rồi lại đi vào phòng nửa cái làng. Em treo cái dưới băng để vào đúng cái bát đấy thôi. Sao? Em để ra coi mà nó, tại mấy em nó hơi cũ ấy cho nên là nó kiểu nó bị lắc ấy. Một lần nhất nè trừ khi đây là cái thư viện. Không. Ngồi chút chưa bên cạnh giường học sách. Để em cố gắng em phức lại một tí em lát lại cái map đi. Oh my gosh. Ok. Hoài nhé. Đây không phải là thư viện. À đây đúng. Đây rồi. Finally. Em bắt đầu đi vòng vòng nửa cái làng đến thư viện. Ok, bốn người đang đứng trước một cái thư viện. Đi vào thư viện. Ok, bạn có thể điều khiển token. Ok. Xong. Mình đã di chuyển token nhưng thế giới kéo mình lại chỗ cũ. Cần tôi phải chuyển. Kéo cái gì? Ok, kéo ông viết nhầm cái map. Đâu? Cái map mình lock position cho nên không kéo được. Mình không chọn được token của mình ấy. Ông chưa cái thứ gì. Ông không cho tôi quyền kéo quyền token. Tôi có mà. Tôi cho hơn mà. Thử tự kéo token ra đi. Thử tự kéo token ra đi. Từ. Ông ép. Rồi. Lại vang rồi. Vâng. Ủa sao bọn này lại nhìn phỏng đi phân thân rồi. Xóa hai cái token này đi. Tao xóa hai cái token này đi. Chưa đi lại phân thân rồi là sao? Tao còn đây không? Kéo token mà sao cái map di chuyển token vẫn đứng yên ta? À ok mình thử rồi. Chúng ta đã vào thư viện rồi. Tao vang rồi. Điểm bất ổn. Khi mà bốn người bước vào cái thư viện thì mọi người có thấy trước họ là thủ thư. Một vị có vẻ là một cụ già đội một cái mũ. Dạng mũ kiểu mũ hình tam giác có nhiều cái hình ngôi sao. Ông ta đang ngủ gục. Edward đã thầm, ta có nên đến thôi mới về để hỏi không hay là chỉ tìm xung quanh thôi. Mà không biết có nên không, tôi nghĩ là nên thăm thính xung quanh trước nhỉ. Đúng rồi, nhớ chắc vậy chứ quyển sách này trộm ở đây mà ông ấy đánh mình như đánh so thì sao. Ờ, được thế. Có anh đây thì không lo đâu. Thấy ông ấy có cái gậy ở trên tay không? Có anh đây thì đừng lo chuyện đấy. Invest à? Bốn người lây hoay một hồi thì ông ấy cũng bật dậy. Chậm. Chậm. Xong rồi ông ta nhận vô ái xa người chi. Ô, cúc liên. Xong ta bật dậy. Mình ra bình tĩnh. Có khi thần phồn đấy. Ai xa dũng lùi lại về phía cửa. Ai xa cũng lùi lại. Khoai nào. Cái cháu cần gì à? Lâu mời thư viện ta mới có khác ấy. Tôi nghĩ phòng gì đây? Nhìn về phía Erwin, người gần ông ấy nhất, người đã hứa bảo vệ mọi người khác. À, cháu tìm vào cuốn sách thôi. Ông làm gì làm không ngủ tiếp đi. Cháu cần mượn sách gì? Ở đây ta có một rất nhiều sách từ cổ đại đến hiện đại cháu ạ. Ông có đánh so không? À, so thằng quái nào? Ông đánh so đúng không? So là thằng quái nào cháu? Trên này này cháu đừng thầy Dũng thôi nhá. Tần Dũng ơi. Ai sai bịt miệng súng lại. Em cứ giải quyết cho tí. Bọn tôi một miệng lại giống lại rồi. Okay. Thằng kia biết dùng phép à? Tài năng đấy. Thế chúng bay là muốn phép gì á? À, không, chúng bay muốn sắc gì? À, ông bây giờ nghe quyển nào về Peter Pan rồi chưa? Chuyện Peter Pan? Đó là chuyện cổ tích từ Anh Quốc. Nhưng mà nó rất là hiếm. Đúng là thư viện ta có một quyển nhưng mà đã mất rồi. Không, ta có thật sự nên trả lại cuốn sách này không? Tùy mấy đứa. Giờ mà chúng ta đưa ra thì có khi ông ấy nghi ngờ là chúng ta lại trộm đấy. Từ từ nào. Ông đội mũ đã nhận xuống ép quyền. Thế các cháu muốn quyển Peter Pan à? Nhưng mà tiếc quá,
thư viện đã mất quyển đó cũng cách đây hơn một tuần rồi. Sao ai sao bỏ tay ra khỏi viện của Dũng? Tức ông sẽ làm gì nếu bắt được tên trộm? Ông đánh nó đúng không? Đánh. Ông cho ông đồ ngủ đấy thì bắt đầu nhướng mày lên nhìn Dũng. Không, ta không đánh đâu. Ngược lại ta còn thưởng kẹo nữa cháu ạ. Dũng nhìn ra ông này có nói thật không? Là nghiền sai. Tốt. Có vẻ là Dũng có thể nhận rõ là ông ta đang âm mưu gì đó. Ông lừa gạt trẻ con. Những người đội mũ tam giác đều là những người lừa đảo. Wow, này. Đây, cái mũ này chính là bằng chứng của một đấng tối cao phù thủy vĩ đại đó. Bộ cái chó của ta là ai à? Ta là Pop, phù thủy vĩ đại sống lâu nhất cái thị trấn này. Đừng có buông những cái lời ác ý như thế chứ. Ai là Pop vậy? Thảo chưa nghe bao giờ. Thì Quyên có biết thằng này không? Không biết thằng này không? Ông ấy có vẻ là hơi bất ngờ cũng như là hơi buồn buồn tí. Quyên có biết ông này không? Còn mình có biết ông này không? Không, tùy bây giờ không, tuy nhiên không. Thế thì không biết. Không phải là Dũng vẫn trợn mắt nhìn ông này. Thôi này. Thế này. Ta đoán là cháu chắc cũng biết gì về quyển Peter Pan nhỉ? Quyển này nó khá là hiếm ấy. Hay là như này, ta hứa nha, nếu cháu mà đồng ý trả hoặc là cho ta một tí thông tin gì đó về quyển sách đấy, thì ta sẽ gửi cho cháu một câu chuyện còn hay hơn Peter Pan. À, còn như vậy luôn. Insight thêm lần nữa. Insight đấy. Câu chuyện thì để lúc khác cũng được, cháu muốn tìm so. So à? Ông ấy có vẻ là đưa tay lên mặt, xoa râu một tí. Thôi được, có thể ta sẽ cung cấp một tí thông tin gì đấy, nhưng mà cháu phải cho ta cái gì đó hoặc là cung cấp thông tin của cái quyển Peter Pan. Vậy là ông biết so, ông nói dối, ông đánh so rồi đúng không? Không, ta không đánh trẻ con. Ai sai đi? Tôi sai cho. 15, ok, 15 cũng tốt. Có vẻ là ông có thể nhận ra là ông ta đang nói thật. Ok, có nó 20 luôn. Có thể nhận ra ông đang nói thật. Sau đó Edward nhìn qua Dũng nói: đúng, cậu đưa tôi cuốn sách, tôi xin thử giải quyết chuyện này cho. Đúng, cậu chắc không? Như ông đấy cũng đánh bọn mình thì sao? Tỏ ra hơi sợ sệt. Ta đâu? Ta còn trẻ, ổng già rồi, chạy không lại đâu. Ok. Dũng sẽ từ từ bỏ, không nắm chặt cuốn sách nữa, đưa cho ai đấy. Vừa là nhân vật nào ấy nhỉ? Edward. Đưa sách cho Edward. Ok. Đó, Edward. Ok. Edward sau đó đi đến cái bàn đó. Ông đã hứa là nếu cháu cho ông biết gì về cuốn Peter Pan, ông sẽ cho ông cháu biết là sao đúng không? Đương nhiên rồi cậu bé à. Được rồi, cuốn sách đây thưa ông, tôi cuốn sách cho ông thủ thư. Bất ngờ đấy. Ok, như đã hứa thì ta sẽ nói gì đó về cái tên cái cậu bạn thân so của các ngươi. Nhưng mà sau khi ta nói thì các ngươi vẫn phải cung cấp thêm thông tin nhá. Thông tin gì? Ông ta có vẻ là nhìn với đôi mắt có vẻ đang lườm Edward, sau đó lườm qua Dũng. Ngủ răng còn, nhưng mà không sao, dù gì ta cũng là một phù thủy đấng tối cao, ta luôn giữ lời hứa của mình. Nói xong thì ông ta lấy ra một cái quả cầu, sau ông ta bắt đầu là bói toán lên. So à? 14 tuổi. Ý cháu là cái cậu bé mà mất tích mấy ngày nay à? Đúng rồi ạ. Đúng rồi. Có lẽ là cậu ta mất tích à? Ây da, lạ nha. Thật kỳ lạ. Ta chả tìm ra được cái tín hiệu đâu cả. Để ngay ông là nhịp à? Vậy là đến đây vô ích sao? Wow,
Đúng là ta không có thể tìm ra được tung tích của bạn cháu, nhưng mà ta có thể là kể cho cháu nghe một vài câu chuyện. Còn cháu không có thời gian nghe câu chuyện, ông lừa bịp. Ồ, thế à? Thế các cháu không nghe về câu chuyện về những vụ mất tích trước sao? Thế thôi vậy. Khoan, ông ơi, khoan. Nói gì về những vụ mất tích trước cơ? Cháu phải nói cái thông tin của quyển sách này trước đã, rằng tại sao các cháu có nó. Ê, bọn cháu nhặt trên đường. Trên đường anh. Ok, làm một cái deception. Chỉ mình cách lăn á, mình chưa biết lăn. Không, để tôi lăn cho. Đấy, không, để... chỉ đi, chỉ đi chứ. Yeah. Vào thông số nhân vật. Để tôi có cái skill không? Thì cái bảng skill. Có chữ deception. Deception. Rồi xong. Xong. Ok. Cứ thôi nào cậu bé, nói dối là không tốt đâu. Hãy nói thật đi. Thì bọn cháu nhận được cuốn sách từ So và bọn cháu tưởng bạn ấy đã mượn. Vậy các cháu nhận cuốn sách. Vậy các cháu hẳn là bạn của So nhỉ? Bạn của một tên ăn cắp nhỉ? Không được xúc phạm So như vậy. Thôi nào, hãy kìm chế cảm xúc của mình đi. So là một tên ăn cắp, là một cậu bé hư, phải không? Không phải. Không, tôi nghĩ là một người anh tốt. Người anh, bảo vệ cho em của mình. Ông người dẹp vấn đề này thì có gì nói nhanh lên. Chuyện đó bây giờ không quan trọng. Ông đã hứa là nếu chúng cháu nói cho ông biết quyển sách ở đâu, ông sẽ kể cho cháu về những vụ bắt cóc trước rồi. Không phải hoàn thành. Được. Lời hứa của mình đi. Ta sẽ xử lý các cháu giả so cái tên ăn cắp giặc kia sau. Nhưng mà nghe này. Wow. Có vẻ các cháu là những cậu bé cũng chỉ sống được mấy năm nhỉ? Cosmel đã là một thị trấn rất lâu đời rồi, chắc là lâu gấp 10 lần tuổi của các cháu đấy. Thì trước cái tên bạn của các cháu thì cũng có rất nhiều vụ mất tích rồi, nhưng mà dần dần thì cũng vào sự lãng quên. Để ta nhớ nè, hình như là vụ mất tích gần nhất, nếu như không tính cái tên mà So của các cháu thì chắc là 3 năm trước. Nhiều người thì sau vài ngày mấy vụ mất tích thì họ nói là mấy tên mất tích thì chắc là rời khỏi thị trấn. Các cháu biết mà, thị trấn chúng ta một thị trấn nhỏ, phải đi ra hỏi như mấy con cá từ một cái hồ nhỏ thì đi ra biển khơi, đi ra biển lớn, nó giống thế. Có lẽ nhưng đó là nhưng mẹ So vẫn ở đây mà. Mẹ So sao? Ta đấy. Không biết, ta không biết, nhưng mà có lẽ là bạn của các cháu chắc là tên đó cũng 14 tuổi rồi, chắc cũng chắc là lại đi ra mấy thị trấn, mấy thành thị khác làm ăn cái gì đó. Hay du học. Không, cậu ấy không bỏ bọn cháu đâu. Nhưng mà nếu cậu ấy chỉ đơn giản là đi ra khỏi thị trấn thì tại sao quả cầu của ông lại không thể thấy được cậu ấy? Ai biết được. À thôi, các cháu ta chỉ nói được thế thôi. Các cháu làm gì làm, muốn đi xung quanh cái thư viện này cũng được. Ta lại đâm đầu vào ngõ cụt rồi. Ông ta bắt đầu nhận mấy đứa nhóc. Đây, cho mỗi đứa một viên kẹo này, coi như là được, cảm ơn. Và cái tên tóc trắng kia, cầm quyển sách này bỏ vào cái ngăn kệ phía bên trái đi. Dùng mây hèn ném vào. Dạ. Súng muốn lén vào lấy quyển sách, kêu quyển sách. Dũng lăn cho một cái. Đầu tiên là Dũng phải lăn steel coi lại gật quyển sách mà ông có phát hiện không. Ok. Dũng sẽ đi từng bước, okay. Lén vào tường. Thì bây giờ mua bỏ đi bỏ. Ok. Có vẻ là ông cái ông mà đầu mũ hình cảm giác đấy, nhưng Dũng đang tiến lại gần cái quyển sách. Sao ông ta đặt tay lên quyển sách, giữ chặt nó. Này nhóc, cháu đừng làm gì thế hả? Dũng sẽ đập ông ghế và lấy quyển sách. Chặt quyển sách đây, ông không giúp được gì cả. Ông nói dối. Là Dũng là strength cậu mấy? Cậu không. Không không, ok. 1D20 cộng ai? 13. Ok, 13. Ok, lăn 1D4 nữa, đam, trúng. Ok, đấm vào chỗ phần bộ của ông kìa. Ok. Ông bây giờ có vẻ là âm bộ phía sau ông nói. Cứ này, cứ thằng răng. Lấy quyển sách rồi chạy. Xong, trả sách đây. Sau đó thì có một
có một giọng nói khẽ bằng tay. Chúng, ngay, ngay khe sách bên trái, vật hình chữ nhật. Dũng dễ nhìn ra phía đấy, khe sách bên trái hình chữ nhật. Dũng thấy rất nhiều sách, và nó có cái gì đó, dùng cái khe mà kiểu, Dũng có thể thấy rằng chả có quyển sách nào vậy, nó mỏng rất vậy, giống như một ván gỗ. Nó có giống như một cái kiểu một cái công tác bí mật gì không? Không, giống như một cái bàn, một cái bảng, nó giống như một cái bàn. Nó giống như một cái bảng mà mình rút vô cái khe mấy cái sách ấy. Cái bảng ở cái khe mấy cái sách, sorry thiện chưa hiểu. Nó giống như là một cái kệ sách đúng không? Một cái okay, kệ sách dài. Kệ sách. Và Dũng có thể thấy là giữa cái kệ sách đó có một cái ở giữa nó rất là mỏng, chắc chắn nó không phải sách. Priority Dũng giật quyển sách Peter Pan trước, sau mới ra chỗ kia. Dũng chắc chứ? Chắc. Biến một cái. Mục tiêu ban đầu, mục tiêu ban đầu là giật sách. Sorry. Ok, là Dũng vừa đi lật sách đến cái chỗ đó đúng không? Đúng rồi. Ok, biến một cái. Hai người kéo cái mũi ông ấy xuống để che mặt ông ấy. Ok. Ông bóp sau khi bị đấm vào bụng, gục đang ôm bụng đau mấy thằng ăn con, xong bị Edwin dùng mấy hang kéo cái mũ ông xuống nữa, răng con tại sao thì tới gạt chân ông, tại có vẻ là đang loạn trạng tìm cái gậy của mình nhưng mà bị Edward gạt chân, ông ngã lăn ra. Aisa chạy đến cướp lấy quả cầu. Ông ta có vẻ là vẫn đang bị mấy hàng kéo mũ đang lăn lộn. Còn về phía Dũng thì khi cậu ta tiến lại gần thì cậu ta mới thấy là giữa quyển sách có một cái gì đó giống như cái bảng vậy. Dũng sẽ thử lại cái bảng này ra. Ok, trên cái bảng có rất nhiều chữ cái, mấy con số. Và Dũng có thấy ở trong, sau khi mà rút ra thì ở trong sau kia nó còn có một cái miếng giống như một miếng gỗ, ở giữa có một cái vòng tròn bằng thủy tinh. Dũng là trong nhóm mình là Dũng không ai hay đọc sách nha. Dũng hay đọc. Dũng hay đọc, Dũng là một cái history. Ok. Còn về ba người kia thì đang cơ bác khăn máu với ông Bob. Ông Bob vừa ôm bụng xong bị mũ che chùm xuống che mặt đi, lăn lộn mấy răng con. Ok, Dũng có thể nhận ra đó là một bàn cầu cơ. Bàn gì cơ? Bàn cầu cơ. Thiên sinh Google. Anh thiên kiếm bây giờ luôn hả? À cái gì Ouija board nhờ. Ouija board. Cái nó là thầy. Ok, tiếp tục nào. Mọi người làm gì tiếp theo nữa? Chạy thôi. Chạy ngay. Đấy. Ông ta có vẻ loạn trạng hồi cũng ngồi dậy được. Xong ông ta thấy cái quả cầu đã biến mất rồi thì ông ta tức giận hơn. Đập bàn cái. Ừ. Ok, mọi người chạy đi đâu? Dũng chạy nhảy qua cái cửa sổ, sau rồi ở trên cái cửa sổ in hình người cái người của Dũng lúc nó nhảy qua. Ở đây Aisa sẽ niệm phép produce flame trước, sau nhấc bắn về cái ông ấy, sau người mới chạy ra ngoài. À, niệm phép nữa ha. Dạ. Yeah. Bấm có phép lên cho mình. Được chưa? Rồi ok, Dũng Aisa, rồi xong chút đang hơi lắc. Ok, Dũng chạy ra từ cửa sổ, Edwin chạy ra từ cửa, và Aisa thì cá phép vô ông Bob đấy. Ok, có vẻ ông ta ngã ra một lần nữa. Và mọi người làm gì? Mọi người chạy ra ngoài chưa? Người có thể chạy ra ngoài rồi. Rồi Aisa chạy ra ngoài, Nguyệt chạy ra ngoài đúng không? Ừ, Aisa cười chưa? Nhận phép phải dâu của ông ấy bốc cháy, xong rồi Aisa chạy ra ngoài. Lúc thế xong rồi chạy ra ngoài hết rồi thì Edwin cho một cái mút ớt chặn cửa. Dùng một ớt chặn cửa lại. Có vẻ đó là một ngày khá là tồi tệ của Bob. Thì về đâu đây? Hợp ai ở nhà Edwin hay... Chạy về một giang ra multiverse. cái cho hỏi cái giếng kia nó có cần thư viện không? Không, mọi người chả biết cái giếng nó ra nữa. Đúng là một do kể cái như trên đường đi thấy cái giếng. Nhưng mà giếng trong đường đi. Đó, đường đi không thấy cái giếng nào. Đâu đấy? Thế thôi. Hãy về nhé. Tức là chạy thì chạy đến khoảng cách một dãy nhà gì đấy.
chắc là đến lúc cả bọn sẽ mệt đứng thở thì Dũng giơ cái bảng ra và chạy luôn về nhà. Okay. Lúc này cũng tầm trưa rồi thì Dũng có thể Dũng nhìn kỹ vô cái bảng đúng không? Đây là đây bản danh. Hiện giờ nếu mà về nhà an toàn rồi thì sẽ nhìn kỹ. Trước là chưa nhìn kỹ. Yeah, Dũng có thấy nó cái bảng bằng gỗ được khắc 7 chữ cái, một số con số và một số chữ đặc biệt. Có khắc rất nhiều ký tự đặc biệt khác nhau và có một cái ngôi sao là sáu cắn ở dưới phía góc ở dưới thôi và trong đó có vẻ là khá cổ cứng rồi à. Tôi đích chơi cổ đây là cái bảng tà thuật bảy thanh tẩy nó xuống đeo cái bảng xuống đất sau rồi cứ vơ lấy cổ và cầm cái holy symbol của mình. Holy symbol. Ok. Nói anh tìm cái holy symbol của cái thần Úc Ma niệm đi. Ok anh. Rồi. Edward hãy ra xem thử kính quan cái gì xuống đất. Đã thấy cậu ấy nghe thấy cậu ấy nói chuẩn bị thanh tẩy thì ngăn Dũng lại. Văn đẻ, từ ông mang cái gì về nhà vậy? Tôi không biết. Nhìn nó trông giống tà thuật lắm sao? Đúng rồi, nó là cái bảng cầu cơ. Cầu cơ liên quan tà thuật. Chắc Edwin biết gì đó. Nó dùng để thì những thứ liên quan đến người chết, gọi hồn hay gì đó. Ông là cái đích mà ông không biết à? Nhìn cười thầy. Hả? Cleric là gì? Ông gọi cái quần. Ông cũng được học vậy mà ông không biết đi. Nó là cái bảng gọi hồn. Erwin nó sẽ nói với anh Quốc là ông cũng được cái đích tự dỗ mà không biết mấy vấn đề đơn giản này à? Vấn đề gì? Ông có bao giờ để ý mấy cái chuyện này đâu. Toàn trốn học không thôi mà. Trời ơi. Mọi người bàn tán chuyện gì vậy? Tà thuật, tà đạo. Tà thuật gì nữa? Đốt nó đi. Khoan Dũng, khoan. Ta không nghe được mùi nào là xấu xa từ đó cả. Có vẻ nó vẫn an toàn. Nhất lộ chắc không? Này. Cái gì chứ? Đây là giọng, đây là một giọng nói khẽ vào tai của Dũng. Không ai nghe được cả. Chị Dũng. À không, cả Dũng vẫn nói to là cậu chắc không? Đấy thì... Ai ra khỏi, chắc gì cơ? À, là chắc chắn. Chắc gì cơ? Ồ, đương nhiên là chắc chắn rồi. Dũng đang tập trung nghe cái giọng kia. Có vẻ là sau khi Dũng thốt câu đó thì giọng nói đó không có xuất hiện nữa. Không có. Ây da. Sao mọi người nhìn nữa? Edward, ông mày, câu mày hỏi Dũng. Cậu vừa nói chuyện với ai vậy? Chúng nãy giờ chúng tới đâu có nói gì đâu. Không có gì. Edwin muốn thấy Akana chết được không? Người hơi nhạy cảm với thuật. Edwin muốn check cái gì? Xem có gì bất ổn không? Bất ổn mà, tức là ông muốn check cái gì chứ? Nếu như ông muốn check coi như Dũng có nói dối không thì ông phải lăn inside chứ không phải Akana. Ok, bỏ qua đi. Ok, bỏ qua. Đấy, được. Tôi thấy cậu nói với cả Dũng. Tôi thấy cậu hôm nay tỏ ra rất là kỳ lạ nhé. Nó vẫn kỳ lạ. Trước đến nay mà không để ý à? Đã quên mất. Lâu rồi không gặp cả nên đã quên mất. Dũng đấy kiểu chúng ta gặp nhau hàng ngày mà sao cậu lại nói lâu quá không gặp? Là biết em thì chắc vậy á. Tớ không kỳ lạ, cậu kỳ lạ. Cậu mới kỳ lạ. Này bọn mày đủ lạ rồi thôi được không? Thôi chúng ta đừng cãi lộn nữa về xem thử nên làm gì cho cái bảng này đây. Tụi mày muốn dùng đó gì đợi đêm tối mới thú vị chứ. Giữa trưa nắng trang trang đi cầu thi. Nhưng mà so vẫn đang mất tích mà. Sao đợi được? Dũng, nếu không ai làm gì thì Dũng sẽ nhón chân từng bước lại gần mà. Cũng kiểu như là vẫn theo dáng vẻ là nép tường đi, như là cái bảng nó có thể nhìn mình đến mà tiếp cận nó không có để nó biết. Ok. Thế mọi người làm đi không? Nếu mà tiếp cận được cái bảng không có hề hấn gì thì Dũng sẽ chạm một ngón tay vào cái bảng, mà nếu không có chuyện gì xảy ra Dũng sẽ chạm hai ngón tay.
rồi cầm nó lên. Không phải là Dũng chạm cả hai bàn tay vào mà chả có gì xảy ra cả. Dũng mới cầm nó lên ở một góc và đặt nó lên bàn, xong rồi chạy về đằng sau cái tủ. Lấy mọi người xem đi. Xong rồi Aisa tự hỏi, hay cái bảng này nó có hỏng hóc gì nhỉ? Nhìn là cũng khá là cũ rồi. Xong rồi. Aisa muốn check cái bảng không? Check gì? Tức là Aisa muốn kiểm tra cái bảng không? Tức là Aisa đang ngó ngó cái bảng. Được. Ok, có vẻ là Aisa có thấy là cái bảng nó có dính một cái tờ giấy ở phía đấy. Rút tờ giấy đấy ra, tự nhiên giấu đi đọc cho riêng mình. Có vẻ là tờ giấy khá là cổ rồi. Nó bị ố vàng cũng như là bị hơi hơi rách rồi. Nhưng mà Aisa có thể nhìn ra là nó có nó được khắc những cái biểu tượng, những cái coi như những cái ký hiệu. Hình số 1, Aisa có thể thấy là những ngọn nến, giống như những cái hình vẽ những ngọn nến ấy. Hình số 2 thì Aisa thấy là cái bảng, chính cái bảng đó ở giữa những ở giữa ba ngọn nến. Và hình số 3, hình cuối cùng thì Aisa có thấy là có rất là nhiều tờ bàn tay đặt vào cái phím gỗ và ở trên cái bảng đó, ở trên cái bảng, ở trên cái bảng. Ở trên bảng này có gì? Trên bảng đấy thì trên cái bảng cầu cơ đấy thì có những cái ký tự chữ cái, một bảng chữ cái và có một dãy số thôi. Aisa hệ toán đây. Các cậu chúng mình cần những cần vài thứ nữa thì một cái bàn cầu cơ này mới hoạt động cơ. Xong cần cái gì? Các cậu tự xem đi này. Tớ vừa mới thấy có một tờ giấy ở dưới cái bàn này. Giờ tờ giấy ra cho mọi người xem. Đi tớ nhìn vào tờ giấy. Dũng lấy ba cây nến từ trong áo ra. Tớ hát đâu ra. Ok. Họ luôn cầm theo những thứ đó trên người à. Cậu ấy kìa kỳ lạ. Dũng, không ở đây. Thế ơn. Xin lỗi, từ qua phòng vệ sinh đấy rồi. Xong hỏi thế ở đâu? Chủ vào phòng vệ sinh xong nói chuyện một bên của đây. Ta không biết, nhưng chắc chắn không phải ở đây. Thế bác nào mới biết? Đừng hỏi ta câu đấy. Ôi trời ơi, hôm nay cậu lằng nhằng lắm á. Ta xin lỗi, nhưng rất kỳ lạ. Hôm nay Tấn Hiệu, Tấn Ngưỡng, cái sức mạnh của ta có vẻ bị mờ dần đi. Ta không hiểu tại sao. Rồi xong rồi cậu bắt đầu làm mấy tiếng xong rồi cúp máy đúng không? Không một tiếng nói nào trả lời Dũng cả. Biết ngay mà. Dũng đi ra từ phòng vệ sinh giật cái nước. Quên mất, thời này chắc không có nước giật, chắc nổi gáo nước. Yes. Cậu rửa tay chưa đấy? Giật mình một cái. Rồi. Chắc không đấy. Thấy tay cậu vẫn khô rong kìa. Tớ quên mất, tớ phải khắc hình holy symbol của tớ vào mấy cái nến cho nó thích ưng. Không nghĩ là chúng ta nên khắc holy symbol lên một vật mà liên quan đến tập bóng tối đâu. Sao cậu biết đấy là tập bóng tối? Cậu mới nói tôi mà. Ai? Không, thế đấy là như là tớ tưởng nhầm. Không, ít nhất là cái bảng này không có gì hắc cam. Mọi người đang có vẻ là đang bàn luận khá là chú tâm, thì bỗng nhiên có một tiếng mở cửa ở ngay trong căn phòng luôn. Bum. Mọi người đang bước vào. Đó là cha của Edwin. Edwin, mày và đám bạn mày làm quái trong phòng hoài vậy? Đấy là chuyện của tôi. Thằng con ngủ ngực. Mày ra bên ngoài đi mà mày chơi. Sao? Chú rú. Suốt ngày chú rú trong phòng à. Xong ông già ông nhìn thấy cái bàn cầu cơ. Ông có vẻ là hơi bỗng nhiên ông ta có vẻ là đứng hình vài giây. Cái bàn đó sao tụi mày có tụi mày không nên giữ cái bàn này? Tại sao? Tại sao mày đặt câu hỏi với bố mày á? Đúng vậy. Ông ta đi ra cầm cái chổi và có lẽ ông ta đổi nhớ mẹ ra ngoài cùng với cái bài công thơ. Mình đi chạy tới lầm cái bài cầu cơ, sau đó chạy ra ngoài.
Dũng lộn lại ba cái nến. Ê, nến đứng phía cửa sổ nữa nhá. Dũng đang chạy về cửa sổ, Dũng khựng lại rồi đi về cửa. Muốn đi ra mở cái cửa đang đi nhá. Okay. Oh my god. Okay. Bây giờ thì đợi chú một chuyển map nữa, lần này phải cẩn thận. Một vòng như thế nào đến đó. Bây giờ đi. Okay. Chuẩn xác rồi. Okay. Vậy các cậu lang thang ở trên đường phố và có vẻ là khung cảnh xung quanh có vẻ là khá điếc tạp. Nó khá là bình yên ấy, kiểu gần như là mọi người trong có vẻ là chả có gì sốt sắng lắm. Sao mất tích mà mọi người lại chả để ý gì nhỉ? Cậu mất tích mấy ngày rồi mà nhỉ? Vừa mất trước họ cũng để chai mòi để quen rồi. Chúng ta tìm nơi nào đó để nghiên cứu cái bàn cầu cơ này đi. Có ai có đề xuất gì không? Mấy đứa muốn ở nơi thế nào? Một nơi thật tăm tối. Một nơi thánh đường, tránh xa những sự tăm tối. Phải là nơi tăm tối mới làm được cái này chứ. Phải là nơi có nhiều sự bảo hộ của các vị thần để chúng ta không bị tha hóa. Phải tha hóa đi Dũng. Không. Ôi, cậu đừng dọa cậu ấy nữa. Ta sắp sống là quần rồi kìa. À khối mà. Hay mình về nhà Edwin nhỉ? À Edward nhỉ? Yeah. Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu. Sau vụ trốn học lần trước thì ông bố nuôi tôi đang hơi tức giận với tôi nên tôi tránh về nhà một thời gian. Dũng, à, cảm nhận được gì đó, một thứ gì đó tăm tối ở phía tây, đúng, lại là phía tây. Dũng đang kiểu định nói gì đấy. À, suýt bột mộm ra nhưng mà đầy sẽ nghĩ trong đầu à, đáng muốn tránh mấy chỗ tăm tối mà thích cuối cùng phải đến chỗ tăm tối à. Có gì nói to lên em, lầm bầm gì thế, người đang bàn. Dũng cứ để một tay lên trán kiểu mắt nhắm nghiền mà trông... Ok à, em quyền hỏi Dũng là bầm gì thế. Không nghĩ trong đầu mà. Dũng đang nghĩ cho Dũng đang nói chuyện trong đầu mà đâu có. Ok cho mình. À ok rồi. lại tần số này không bắt được 6 cơ. Ai xa hỏi cậu làm gì mà im rú rú thế? Ui sao? Nghĩ gì thế? Bình thường mà có gì đâu. Hay là cậu sợ xón cả ra quần rồi nên cậu không dám nói. Xón ra quần, cậu xón ra quần. Thế làm sao mà muốn im rú rú từ nãy giờ? Không, đỡ không sợ. Đây, nếu mà muốn đến chỗ tăm tối, mình đi hướng tây, chỗ bia làng. Biển làng. Tao gọi là hướng tây. Nãy mình chỗ đấy nó xa nhà thờ nhất. Biển làng hình như cái chỗ đấy có mấy căn nhà bỏ hoang ở đằng đấy sao? Tao nhớ được thế. Ờ, nghe thú vị đó. Đi luôn không sợ. Tao nói đừng có bên mà gần mấy căn nhà đấy. Đi thử hết. Ồ, Dũng. Cái sử dụng cảm mới này xuất hiện từ đâu thế? Vì chúng ta cần tìm xó. Hồi xưa bọn ta bảo là đừng có biến mảng gần đấy. Lão lấu cái gì đấy. Đi. Để nghe đi thử. Vậy là nhớ bốn người quyết định đi đâu à? Để đi về tây. Hướng tây. Ok, đi về hướng tây. Ok, mọi người vẫn đi về hướng tây. Và nghe thấy là khung cảnh ở trong làng có vẻ là cũng chả có gì... Ok, lại multiverse rồi. Tại ông rồi. Vâng. Thời bố có đang nằm. Hoài ta. Không, chúng ta là bè lạc vào miền hư vô rồi sao? Một nơi sáng lạ, không tâm tội. Giờ nào, để tôi tí nào. Ok. Rồi, ai đây? Ai đây? Okay. Mọi người đến được cái cắn cổng. Nơi để mà đi từ làng ra khỏi cảnh rừng. Xong có một ông thì mặc đồ như có vẻ ông ta là cảnh vệ của cái gate này. Ông ta bước ra nhận bốn tên nhóc. Ê, bốn tên nhóc kìa,
các ngươi làm quái gì đây nè? À, tao biết các ngươi là những người phá phách ở trong làng. Cũng giật mình giấu cái bàn cầu cơ sau lưng. Giống cái nào? Mỗi gì em quát những trẻ con nhìn hoa lắm à? Quái sao? Một tên nhóc răng như ngươi mà dám ra lận cho ta. Rồi sao? Ta nói. Bây giờ chưa nắng chang chang mà ngươi làm cái gì ở đây? Đi về nhà mà ăn cháo đi. Ê, không biết đâu nha. Tôi đang đi chơi. Đi chơi á? Đi chơi thì đi trong làng. Đi chơi thì đi trong làng, đi ra cái cổng này làm gì? Để còn tôi. Thì của các ngươi à? Thằng này hay à? Vậy ông có cho bọn tôi đi qua hay không? Nói không. Này. Không. Không đúng không? Không đúng không? Ừ. Ông chạy tôi chạy ông lên, ok? Đúng phép. Đúng phép gì? Này ông có đọc được không nhỉ? Chào các người quen. À, các người là cái gì mà cô biệt đội, biệt đội gì mà xóa rác quần à? Các người là đàn em của cái thằng nhóc răng phát hồn so đúng không? Để mấy đội, đi anh chứ đi. Ok, Edward cast một cái snare. Đâu, Aisha cast snare mà. Ok, Edward cast. À, Aisha hả? Ok, Aisha cast snare. Ok, cái này là nó như nào? Nó tạo một cái cắn cửa dưới đất hay như nào? À không, hình như nếu mà có trên trong mục tiêu ở trong phạm vi đấy thì sẽ treo lên thì kiểu như rộng một bẫy. Treo lên. Nếu mà có người đi vào bẫy này thì bị treo lên. Phải deck safe hoặc là bị treo. Ok, hiểu rồi. Có vẻ là Aisha Kastner tạo một cái bẫy ở trước mặt ổng nhưng mà ổng vẫn đứng im đó, không bước lên. Ừ, mấy đứa lùi đi. Đừng có đứng đây ra đi. Để anh... Để nó sẽ hỏi đến anh xử lý. Để tôi lăn một cái Akana check đi. Ok. Thôi, ta nói vậy anh em mình đi thôi. Giả vờ đi lùi lùi sau. Ok rồi, ổng không nhận ra cái bẫy. Khi mà ổng vừa thấy mấy nhóc lùi xuống thì ổng bước lên. Và bum, ổng bị dính bẫy. Mắc rơn trên trần nhà. Mấy thằng ăn con. Chết tiệt. Ông ta cố gắng với con dao trong túi quần ra để mà cắt cái sợi dây. Khoan đã, được không được. Chỗ nguy hiểm. Mình sai like làm cho mắt ổng được không? Đây. Cái thằng đứng ơi, cái thằng ở mặt giữa mặt chọn. Cắt like để cho làm ổng chói mắt để ổng khỏi cắt dây. Trời ơi, ông cắt like trước mặt luôn thì cũng được. Chạy đi qua thôi. Cast line vào rìa của ông. Line là ổng nó chạy đi. Chú á, mấy thằng nhóc răng. Ok rồi, mọi người ra rừng rồi, mọi người làm gì? Ôi Dũng ơi, chúng ta chạy đâu tiếp đây? Không biết. Dũng đang ôm bụng thử ông không? Đi đường này. Đường nào? Đi về đây đúng không? Quận Tây. Có vẻ là Edwin khá thông thạo địa lý khi mà anh ta nhận ra có một con đường mòn. Dẫn mọi người đi đâu, Edwin đi đâu, và mọi người cứ đi. Sau vài sau gần 2 km thì mọi người thấy là từ đằng xa ở đằng kia gốc cây lớn bên trên có những cái cầu thang đi xuống. Bên trên nó là một nhà cây trông rất là cổ. Trông nó có u ám tâm tối không? Rồi lại đi sang tâm tối. Đang multiverse anh ơi. Nhìn. Đến cái cây tự nhiên cái bảng nó bay ra rồi. Rồi vậy thưa quý vị. Sorry mọi người. Tự nhiên có bà đang ngồi khóc vì một đám trẻ bully. Ok nhé. Bên bully. Tôi đang ấy thì mình bắt map luôn rồi. Ở đây này mình thấy map mọi người. Oh my god, cái gì vậy? Ở chưa đớn luôn hả? Chưa, mình đang ở thư viện. Ở thư viện. Rồi cơ mà. Đúng chưa? Chưa. Rồi đang ở thư viện. Hay trên sao? Có vẻ là cái... Chú rừng này hơi lạ. Rồi cả. Rồi. Rồi. Okay. Sau một hồi thì vòng qua ngọn núi bên kia. Thì vòng về. Thì chúng ta đến rồi. Edwin đi dẫn được hơi vòng vèo một tí nhưng không sao. Win dẫn đường thôi, còn việc một tí chúng ta vẫn đến được. Mọi người thấy chúng mình là một cái nhà căn trong khỏe khá là cũ nát và rất là âm u.
Kể tụi bay muốn đi tiếp thì thế nào? Dũng đắp mình... sau Erwin. Nghe trên cây này mọi thứ về nó đều hét lên là chỗ này bị ém, chúng ta cứ vào thử xem. Cây cối tao không có trèo đâu đấy, mày nhớ 2 năm trước không? Nói chuyện năm mấy năm trước không? Tao không có trèo cây cối nữa đâu. Có cầu thang không hả? Mày vẫn không nhớ tại sao? Tao sờ vào thấy da lạnh ngắt, đưa cái da lạnh ngắt sờ vào cổ Dũng, mày không biết tại sao tao thành như này à? Không treo cây cối hả? Thế cậu còn nhét hơn cây Dũng mà. Thế tao không có treo cây cối. Không, để rút kinh nghiệm không phải nhát nữa. Nghe như lời nói của một cái nhát ghê nhờ. Nếu mà Nguyên đúng không muốn đi thì mình coi lại đi. Thôi, để tôi trèo lên trước coi thử cho. Tickworth trèo lên nhà cây. Ok, nó là một nhà cây khá là củng. Không có gì đáng để xem xét cả. Nhà cây rất cũ và có vẻ là nó có thể chịu được sức chứa của cả 4 người. Mình like để sáng lên xin thử có tìm được thêm. Okay. Ở ngay sàn của cái nhà cây thì nó có những cái mật màu trắng giống như là phấn. Sau đó Edward, cái hình đó là hình gì? Nó không rõ, hình thù. Nó đơn giản là những cái vết phấn nó vương vãi khắp nơi, giống như là có ai đó đang cố gắng là đã xóa bỏ cái hình nó đi rồi. Yeah, ok. Edward nhìn xuống mọi người nói: các cậu lên trên này đi, trên này không có sao hết. Trên này tớ nghĩ là có thể chịu được cả 4 chúng ta đấy. Dũng đi cuối, an toàn. Tớ không đi cuối đâu. Dũng, không phải lúc này. Cậu phải về. Quyên sẽ cắt cho bởi cái luôn. Người lại lặn thổi qua lưng mọi người. Tôi chạy một cái bác sĩ thì cắt. Có một cái luồng hơi lạnh thổi. Rồi thổi luồng hơi lạnh qua ai chứ? Thổi qua mọi người. Ok, mọi người cảm nhận một cái luồng hơi lạnh nó phào qua gáy. Ok, tiếp tục thử vào đây đi. Ai giờ là chúng ta. Xe cậu nghĩ sao? Cả lên trên này hay là cùng quay về? Tôi nghĩ nên trèo lên đấy, tại dưới này lạnh quá. Trên đấy cũng lạnh. Có thể cho để ấm hơn đi sao? Ta có nến của Dũng mà, đốt nến lên để làm ấm cũng được. Đúng rồi. Này, không phải lúc này. Không, bây giờ không phải lúc này. Cái ta nghe được một mùi nhưng nó không quá mạnh. Lạng nhằng quá. Ta trèo lên đây. thằng răng. Ok, các 4 người trèo lên cái nhà cây đó thì đúng là nhờ có một cái like của Airpods thì mọi người có thể thấy rõ căn nhà hơn. Em Quyền sẽ không kẹp. Ok, Quyền sẽ không. Chỉ có 3 người chân thôi. Em Quyền ở dưới. Mình sẽ đi xung quanh gần gần để kiểm tra. Có vẻ là không có gì đáng ngờ lắm. Ở sau cái nhà cây nó có một vớt cào. Một cái vớt cào như là thú dữ cào ấy, nhưng mà có vẻ là khá là mạnh. Không phải con này to đấy. Ok, còn gì đâu? Gì em? chỉ có thế rồi. Thế thì chuyển cảnh thôi. Meta ngó đầu xuống hỏi tao Edwin chưa trả lời. Bọn bây cứ tìm trên đó đi, tao tìm dưới này. Có vẻ có vài con thú khá là to quanh đây nên cẩn thận đi. Tốt như vậy. Thế thì ở dưới đây có an toàn không vậy? Ít nhất thì nếu nó hút với cây thì tao sẽ không bị gì. Nó núp toàn cậu thì sao? Thì tao sẽ tránh. Đó. Hợp lý rồi. Sau đó Edward qua xe nói: cậu dùng cái phép snail hồi nãy để kéo cậu ta lên đây đi, lằng nhằng quá. Thôi tôi mệt lắm rồi, tôi không thể làm được nữa đâu. Lúc đấy Dũng muốn nhìn thử mấy cái phấn bên trong có nhớ được, tại vì Dũng lớn lên từ một cái nhà thờ thứ nên có nhớ là có gì liên quan đến religion hay gì. Ok, Dũng có thể nhận ra là những cái mớ phấn này rất là lạ, đặc biệt và khá là quen thuộc. Có vẻ là nó cùng với chất liệu cái phấn mà thường sử dụng trong những cái nghi lễ mà Dũng thấy ở trong cái nhà thờ. Đây có phải là mấy cái phấn dùng trong nghi lễ nhà thờ nào? Nghi lễ nhà thờ?
không biết là nhà này có phải của ai không? À mà là cái nhà thì chắc chắn phải có ai xây đúng không? Cậu nhắc mới nhớ. Ừ, đáng lẽ căn nhà này phải có người xây mới ở đây chứ nhỉ? Vấn đề là ai? Tự nhiên là ba cậu bé ở trên căn nhà gỗ thì đang đặt câu hỏi cho nhau. Thì Quyền có thể nghe tiếng la từ xa. Này, mấy tên nhóc! Quyền chụp mình quay ra nhìn cửa sổ. Quyền, ai đây? Đó là cái ông cảnh vệ mà quả trèo ông ta lên trần nhà. Ông ta phát ra. Này, các người phải về làng không được. Ông ai này, nguy hiểm lắm. Không, ta bắt kịp tụi mình rồi. Làm sao phải thoát khỏi tình cảnh này đây? Chém lên đây, rồi kéo cái thang lên. Quyền, lên. Rồi sao nữa? Rồi ông ấy không trèo được. Ông ấy sẽ chán bỏ đi. Thằng nhóc tao chán kia. Ta biết bố mày á. Ta sẽ hack ông ta. Mày lên đây đi. Ông Quyền. Cao bao nhiêu? Tôi cao cỡ khoảng 60 feet. Không, 45 feet. Khoảng 15 mét. Ok. 15. Tại sao trên tòa nhà này có gì không nhỉ? Có đồ vật gì không? Có vẻ là có một cái bàn nhưng mà nó khá cũ kỹ rồi. Chỉ có cái bàn thôi. Không có gì nhỏ nhỏ. Ừ. Quay sang các bạn hỏi. Các cậu có gì thứ đồ gì nhỏ nhỏ không? Để kiểu như có thể ném được ấy. Quyền có vẻ là đang trèo lên cái thang. Anh ta cứ trèo trèo mãi. Còn cái tơ cảnh vệ bước từ sau. Này tơ kia. Bước xuống không được trèo hết. Ông ta cũng bắt đầu trèo luôn. À, đứng dưới nhà chưa trèo. Đứng Quyền đây. Đứng Quyền đừng cứ chặn ngại đấy. Ông cứ gì bình tĩnh nói không? Cái gì cứ sồn sồn nên anh em đi chơi tí mà sao đâu. Sồn sồn thì thằng này. Tụi mày một đám nhóc mười mấy tuổi. Ông ngoài cảnh rừng. Tụi mày biết ở đây có nhiều thú dữ không hả? À, sao? Trình độ chứ làm gì thôi. Thằng này răng con. Ông ta tiếp tục cố gắng trèo nhanh hơn. Không, Edwin mới đứng dưới chắc là quý à. Từ, Edwin chưa trèo nhá. Edwin chưa trèo. Ok. Ông ta cố gắng chạy lại Edwin. Ông ta cố gắng là cầm tay Edwin kéo đi. Còn ba thằng nhóc còn lại ở đâu? Ông mắt làm sao không nhìn vào được. Sao? Hả? Ba thằng nhóc còn lại ở đâu? Mắt đồng sao đi, ngay đây này. Ngay. Ông ta nhận theo hướng chỉ tay của Quyền lên cái nhà cạnh. Ôi, cao quá. Này, bên tên nhau kia, kêu người phía xuống. Ba người kia có làm gì không? Ông cảnh về. Đây, thì sao ông phải... Ông so mất tích, tại sao ông không đi mà tìm? Mà bọn cháu vừa mới ra khỏi cái làng đã hối hả đi. Thì vãng về rồi. So thằng nhau ăn cướp á? Đâu, cậu ấy là người tốt. Xong được, chúng mày phải về làng. Sau đó tao sẽ kể cho chúng mày nghe. Không, lại giống cái ông Bob ông rồi rồi. Ông Bob, nghe Bob. Không, tên nhóc răng con này. Người phải phòng chống nhanh lên. Giờ sắp tối rồi. Tối thì sao chứ, chúng cháu có phép ánh sáng. Sao hết. Lũ phù thủy hạ đẳng. Sao ông vậy? Ông ta nắm cổ quét Quyền lên. Mày phải kêu bọn chúng xuống, mau lên, trước khi mà chúng ta gặp con thú dữ gì đó. Sao quay lại các bạn vẫn hỏi rồi hả? Các bạn có món gì nhỏ không? Đưa nhanh lên. Có cành cây kìa. Ok, ai sao qua lấy một cái cành cây, bẻ nó, xong rồi niệm phép này. Ừ, có nghĩa là okay. Nếu mà là một sinh vật. Một sinh vật bạn. Ok, nó sao làm gì về nó? Okay. Sẽ niệm phép hình như em thêm thấy thì ở trong này có, nếu mà một sinh vật chạm vào trong đồ vật ấy thì nó sẽ tạo lại cái tiếng mà mình đã thu vào. Ok, thì là ai xa kiểu như là giả rộng mấy con thú ấy. Ok, xong rồi ném cái cành cây đấy ra đằng sau ông kia. Ok, ai xa muốn nói cái giọng thú gì? Sói. Ok, sau khi mà cái cành cây nó rơi xuống phía sau ông lưng ta thì ông ta nghe một cái tiếng như là tiếng rú sói. Tiếng sói. Sau ông ta cũng ôm thằng Edwin lên vai xong treo lên cái nhà cây luôn. Ném thằng Edwin xuống sàn rồi ông ta nói tụi mày rú răng con, tụi mày có biết ra ngoài này nguy hiểm lắm không? Ông đẩy mà treo nhanh thật.
Không múc lên. Sáu bước ướp lũ sói, xong ta thủ sẵn cái Lyros, cái từ từ ông ta thủ sẵn một cái heavy crossbow, một con sói chúng mày núp trong cái nhà này á. Ông hối hả cái gì, sói đâu biết trèo cây đâu. Phải con rồi anh coi mẹ kiếp. Xong ta bước tới nắm áo ép quyền lắc lắc cậu ta vài cái. Mày cũng biết là chúng mày chạy ra cái cảnh rừng này là nguy hiểm đúng không hả? Nhưng bọn cháu phải tìm so cậu ấy gặp nguy hiểm á. Sao chúng mày biết được? Cậu ta có thể là rời thị trấn đây mà. Không, cậu ấy sẽ nói với bọn cháu. Bà mẹ cậu ấy còn vẫn đang ở đây. Còn vẫn đang đây, làm sao mày biết được? Trong lúc mà không biết đấy, bọn cháu đi tìm. Đi tìm sao? Lũ trẻ răng ngu ngốc, chúng mày sẵn sàng đi ra cái cánh rừng nguy hiểm như này, kéo cả đoàn theo, và chúng mày có thể cái thằng bữa tối của bọn sói kia lúc nào cũng hay. Bộ chỉ vì một tên bạn hay sao? Bộ tên nó quan trọng các bữa chúng mày không à? Số là bạn bọn cháu. Ông ta có vẻ là nhìn mấy nhóc bạn mà các ngươi sẵn sàng làm thế á, lũ răng con chả hiểu gì cả. Ông mà không hiểu ấy. Hiểu? Ông sao ông hiểu được chứ? Anh ấy còn là một phần của chúng tôi. Anh ấy là phần của là gia đình. Chúng tôi là một gia đình. Gia đình? Đúng. Chúng mày coi nhau như gia đình, và thằng đấy mất tích, và chúng mày sẵn sàng quy đổi tính mạng chúng mày để tìm bọn nó à? Thế ông, nếu mà con của ông biến mất thì ông có lo lắng cho nó không? Tất nhiên là có rồi, chuyện đó đã xảy ra 3 năm trước mà. Cái gì cơ? Năm trước người mất tích là con gái của ông mà. Ông ta có vẻ là nhìn răng. Ông ta có vẻ là lại ông ta cầm Edwin lên ném ra một bên. Ở đâu người nói Edward đúng không? What? Thằng răng, con gái tao không mất tích, con gái tao bỏ đi. Tao đoán là vậy. Ông đoán? Đoán sao? Đó là con gái của ông mà. Phải biết rõ lúc con bé đi thì phải đi đâu chứ. Nếu mà ông không thể biết, nếu mà đến ông còn không biết thì chắc chắn cô bé đã mất tích rồi. Có vẻ là ông ta xoa đầu một tí, có vẻ tỏ ra khá đau đầu. Có vẻ đang đấu tranh nội tâm gì đấy. Mấy thằng anh con, chúng mày thì biết cái gì? Cháu không biết ông với con gái ông thế nào. Nhưng so mất tích và cháu không thể ngồi yên được. Nhớ cô ấy đã gặp nguy, không có ai giúp. Thằng so chắc nó vẫn tự lo được mà, giống như chúng mày lũ thiên tài biết phép thuật. Ở đây là thế thì ông việc gì phải theo bọn cháu? Vì đó là công việc của tao. Ông ta có vẻ là ngó nghiêng xung quanh và không thấy một cái bóng dáng của con sói nào. Mau nào, chúng ta phải về làng trước khi trời tối. Ông muốn về thì ông có thể tự về, chúng cháu có thể tự lo cho chính mình được. Tự lo chúng mày, một đám nhóc. Bộ chúng mày muốn làm thức ăn cho lũ sói lắm à? Cần chúng cháu ở trên cái nhà cây này thì không con sói nào có thể vớ tới được kẻ. Ở thế chứ sao chúng mày có thể đi về? Ở sáng hôm sau thôi. Lũ răng con chả biết cái quái gì cả. Nhất là mày, thằng nhóc giọng yếu ớt kia. Giờ mày với thằng ông phi trưởng. Thì sao? Trong lúc đó, tại sao lại lấy một nhánh cây, bẻ nhánh cây, kiểu như, lén lút thôi. Làm ảo ảnh của mấy con ném vào cái như là một ảo ảnh cái như ám ảo ảnh vào cái cành cây đấy ném xuống cái như ảo ảnh mấy con sói ấy ném xuống đất. Ok, bơm bỗng nhiên có ảo ảnh của mấy con sói ở dưới cái nhà cây. Có tạo chưa, có tạo âm thanh không? Hình như là không. Đúng rồi, không. Tôi nhớ không. Chắc thật đấy giả. Ok. Có vẻ là ông ta cũng nói ra, ông ta thấy mấy con sói. Sau ông ta bắn vài mũi tên vô số con, có vẻ là không trúng hay là bắn xuyên qua mà ông ta nhận ra là không trúng. Cái quái vậy? Chuyện gì xảy ra đây? Sau ông ta nhận qua nhóm bốn người. Chúng mày ở yên đây, tao sẽ đi về và kêu người viện trợ. Ông tính xuống dưới đó để cho lũ sói xé xác sao? Tao có thể làm gì tốt hơn? Ông có thể ở lại đây với bọn tôi. Chúng mày làm gì làm đi, tao xuống đây. Tụi ta cầm cái heavy crossbow quán chèo xuống và chiến đấu với mấy cái ảo ảnh. Edward nhanh trí chạy tới rút cái thang lên. Mày làm cái quái gì thằng nhóc? Cháu không hiểu đâu. Bỗng nhiên là từ đằng xa mình cứ nghe một cái tiếng kiểu như là một tiếng bay, như một cái máy bay ấy. Nó đang tiến đến.
tiếng coi như là tiếng vỗ cánh rất mạnh, một tiếng nốt rất là to. Và Edward có thể nhận ra nó là tiếng của rồng. Không, thả sen xuống cho ông kia nói, ông leo lên mau lên, ở dưới đất tàu đâu, leo lên mau lên. Là bao nhiêu vậy? Lên. Nó bay mà. Nó bay mà mày xuống chạy chạy. Chèo xuống. Ok, về mọi người chèo xuống đúng không? Ok, mọi người chèo xuống và có vẻ là một con rồng không quá lớn đâu, nhưng mà nó vẫn trông rất là nguy hiểm. Mày nhóc chạy theo ta. Rồi có động lực chạy rồi. Mọi người làm một cái survival. Survival. Ok, có vẻ là anh Hoàng thì anh chạy theo cái ông đó rất tốt. Còn ba người còn lại có vẻ là bị tắt khỏi nhóm hai người đó rồi. Có vẻ như là Ogreen đã quen với bóng tối. Ogreen. Ừ, có vẻ trời tối quá cho nên bị tắt rồi, tắt nhóm rồi. Green. Và con rồng đang có vẻ là đang lao theo nhóm ba thằng nhóc kia. Mấy thằng nhóc còn lại chúng đâu rồi? Ê, chạy đi đâu rồi? Làm gì bây giờ? Quay này là trốn không nhỉ? Có những cái bụi cây. Bụi cây, gốc cây. Vậy tôi sẽ trốn vào một chỗ. Ok, nói chung ba người trốn ha. Ok, ba người trốn và tiếng cái vỗ cánh và tiếng rốt rồng nó vẫn rất to. Tới một lúc thì bỗng nhiên mọi thứ nó im lặng đi. Trời cũng sắp tối rồi. Có vẻ là mọi thứ trở nên im lặng đi. Mọi người không còn nghe cái tiếng như vỗ cánh hay tiếng rốt rồng. Quyền sẽ quay lại tìm bọn kia. Ok, an hoàng. Ok, em Quyền có thể gặp lại ba người kia. Okay. Cho ông kia đang chạy. Còn nếu ông cảnh vệ ở đấy không? Có, cảnh vệ vẫn bám sát em Quyền. Thế giờ đi đâu? Là tối có thể chắc. Mình nên chú à? Ông nói chơi. Tao nghĩ chỗ này cũng không ổn đâu. Tụi mày muốn làm thế nào? Vì thế nên mình nên trốn ở trên cái căn nhà ấy kìa. Giờ gì cũng tối rồi. Một chỗ trốn mới là tốt nhá. Nhưng mình chưa xuân dầu quay lại đi sao? Nhưng tôi nghĩ nó cũng đậm. Tôi nghĩ là con rồng nó bãi bay đi mất rồi. Mình có thấy tộc tĩnh gì của nó từ nó nữa đâu. Ok. Rồi lưỡng lự nhưng mà xong rồi. Dũng chứ. Rồi lũng dũng lưỡng lự. Rồi anh cũng sẽ đi theo mọi người. Ok, đi theo một người đứng nhà cây. Mấy nhóm kia đứng lại. Xong, ông ta cũng như im lặng. Có vẻ ông ta thấy một thứ gì đó. Thì khi mà ông ta quay lại nhìn mọi người, đã đến cái nhà cây rồi. Ok, vẫn là căn nhà cây và trời đã có vẻ là cũng chuyển sang màu tối rồi. Mọi người làm gì? Trèo lên nhà cây. Vâng, trèo lên nhà cây. Ai sao trèo theo? Vâng, bốn người. Em Quyền có trèo lên không? Ok, bốn người trèo được. Và mọi người làm gì ở trong một căn nhà cây, ở trong một cái cây cao 4-5 mét và giữa bầu trời tối như này, một sự yên lặng ở mức đáng sợ. Quốc dùng light để có thêm ánh sáng. Sau đó đi qua chỗ mấy cái hình vẽ. Nghiên cứu xem thử vẽ lại được cái hình không? Có vẻ là dựa vào những cái điểm thì Edward có thể nhận ra. Em tay màu rồi. Hello. Vị Văn. Rồi thì mọi người lên cái nhà cây rồi và Edward có thể nhận ra là có những cái vật phấn nó tô thành những cái điểm và có thể thấy rõ là giống như một cái hình tròn lớn vậy. Quốc suy nghĩ một hồi sau quay ra hỏi kẻ nhóm là ở đây có ai có viên phấn hay cái gì đó vẽ được không? Dũng lấy phấn ra từ ảo. Ê, có phấn. Ê, một lần nữa, rất hữu ích. Nhưng mà tại sao cậu lại có những thứ này trong người? Tớ để rất nhiều thứ trong ảo, nó là cái giáp của tớ. Nếu có ai đánh vào, sẽ đánh vào các đồ nghề trong người tớ chứ. Dũng, là lúc này. Vậy mình lấy cái bảng ra đi. Hình như là đủ tăm tối các thứ rồi. Đúng rồi. Ôi, tụi mình còn cầm tờ giấy lúc ái xe tìm được không? Mình đang dựng trong người này. It work. Nhìn theo tờ giấy mà sắp xếp mọi thứ. Đó, đứng vào chỗ của mình. Trong đấy tỉnh. Kìa quá. Em đi. Trong lúc này tôi thật một cái phép alarm vào cái cửa. Ok. Đây, để tên chờ xem. Đúng rồi, alarm cũng sẽ kiểu ông cái vũ cửa thì khi mà sinh vật nó đi ngang qua thì nó sẽ thông báo cho ông. Tôi điểm phép vào cái cửa lại. Ok.
sau một phút thì tôi sao? Ok, rồi Edward thì anh coi sắp xếp theo mọi thứ đủ ba cây nến. Có vẻ là Edward cũng có thấy là cái hình tròn lớn đó nó có gì nó nét tương đồng với cái biểu tượng hình tròn sáu ngôi sao sáu cánh, ngôi sao sáu cánh ở trên cái bảng cầu cơ. À, rồi sau đó đặt cái bảng cầu cơ xuống đó, mọi người cùng vào đây. Rồi hỏi Edwin là vậy thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì đây? Theo mình thấy ở trong tờ giấy thì mình cần đặt ba ngọn nến theo một hình tam giác và để cái bàn ở giữa. Và sau như đó thế này đúng không? Đúng rồi đấy. Giờ ai có lửa không? Edward dùng Sacred Flame lửa lên. Lửa hơi lớn á. Sacred Flame lửa lớn hả? Không phải lửa nhá. Chỉ là cái cậu dùng cái gì để đốt dâu của ông già bỏ bóp. Tinder box. Ok, tôi có thể dùng Protest Flame. Tinder box. Vậy ông này chết chết cái gì? Tinder box. Ok, cho phép, ok. Sao vậy? Rồi, ok, Edward, sau khi mà dùng Serap Frame, đốt. Tinder box không nói. Lửa lên. Sắp đi hôn vậy. Rồi, hai người không phải flex bật lửa đâu, ai bật cũng được mà. Rồi hả? Ngày, mình cũng không phép nữa đi. Rồi, đốt lửa mấy cái ngọn nến xong rồi làm gì tiếp theo? À, sau đấy mọi người, tất cả mọi người lại đây, đặt tay lên bàn này. Đây, Edward chỉ vô cái phím gỗ. Edwin, Edwin đang nói mà. À, không, ai ra mà. Xe. Dạ. Yeah. Tại Asa đang cầm tờ giấy thì biết nên làm gì. Mọi người lại đây nhanh nào. Cả bốn người tay lên cái phím gỗ. Và có vẻ là cái phím gỗ nó chả di chuyển cả. Ừ. Ta thiếu một bước nào đó rồi sao? À, xong bước ba rồi làm gì nữa? Tôi nhớ là Dũng, tôi nhớ là cậu có giữ cái tấm gì đấy đúng không? Cái tấm gì mà có cái lỗ ở giữa ấy, kính ở giữa ấy. Hả? Cái bảng cầu cơ đây mà. Ừ, cái đó. Đúng rồi, đặt lên cái bảng cầu cơ rồi. À, có khi hay Edward qua lại hỏi ái xe, trong tờ giấy còn ghi gì nữa không? Sao nó không có gì xảy ra hết vậy? Trong tờ giấy còn ghi gì nữa không? Ở trên tờ giấy chỉ được sao? Mọi thời gian đang trôi đi. Và có vẻ là mọi người đang lay hoay. Thì bắt đầu có cảm giác gì đó khá lạ. Cái phím gỗ nó đang di chuyển. Ui, nhìn đây. Gỗ này di chuyển thôi à? Nó di chuyển. Nó đang lướt từng chữ cái. Cần là thích. Dũng sẽ vô thức vừa lấy cái hồ ly xìm bộ. Khi mà Dũng vừa đưa tay ra khỏi cái phím gỗ thì nó cũng chuyển nhanh hơn một tí. Ogin sẽ cần là thích em có tạp vật gì đấy. Có vẻ không. Edward cũng thét magic luôn. Để cho magic không có một dấu vật dấu bớt nào của ma thuật cả. Nếu nó nói cái gì? Nhìn xuống cái bàn cầu cơ. Hai phím gỗ nó lần lượt đi qua từng chữ cái và mình có thể đọc được nó. Ai đấy? Nhưng mà lúc nãy khi Dũng bỏ tay ra thì cái tấm gỗ nó di chuyển nhanh hơn mà đúng không? Đúng rồi. Thì lúc đấy nó ra chữ gì? Ai đấy? Chữ gì ai đấy? Còn ai đấy? Nó đang hỏi chúng ta sao? Bạn của So cũng trả lời là bạn của So. Đây còn bạn là ai? Ok là họ mọi người hỏi cái bạn cầu cơ cái gì? Tôi tưởng là nó hỏi ai đấy. Ừ đúng rồi, nó đang hỏi mọi người là ai đấy. Thì bạn trả lời là bạn của So. Ok, và Dooley vừa mới hỏi gì? Ai xa hỏi là bạn là ai? Vậy còn bạn là ai? Ok, tôi đang cần đợi câu đó. Nó im lặng một hồi rồi nó cũng bắt đầu di chuyển lần lượt. Ori. Ori, cái tên quen không? Chào Ori. Ai sao quay lại ông cảnh sát đấy? Hỏi ông một khách ô khi nào không? Ông cắn vợ ông không có ở đó ông ơi. Ủa không á? Ông nghĩ sao ông cho mình chơi cầu cơ? Ông mới có đầu từng đứa luôn đó. Thế ông ở đâu? Mất dấu rồi từ lúc lên cây. Dấu từ lúc này. À ok. Edward quay hỏi Erwin nói, cậu là con trai thị trưởng, chắc cậu cũng quen nhiều người mà trong thành phố đúng không? Ai tên Ori không? Ori chả được sao? Khi mà mọi người đang lay hoay thì cái phím cầu cơ bắt đầu di chuyển tiếp. Các người muốn gì? Tìm So.
cái phim gỗ thì bắt đầu nó có vẻ là đứng im một hồi thì nó tiếp tục lướt đi giống ta. Ê, ngươi là ai mà lại biết so? Cậu cũng tìm so sao? Nó lại trả lời là Ori. Quá. Tại sao? Cậu có phải là bạn của so? Nó im lặng một hồi. Rồi nó tiếp tục lướt tiếp từng chữ cái. Nó ghi rằng từng người một. Từng người nghĩa là bọn mình ấy hả? Ừ. Nó đưa qua chữ đúng. À, từ từ tôi chưa không theo được. Mình hiện tại đang làm kiểu như không theo được cuộc hội thoại ấy. Câu hỏi là một là Aori thì mọi người bảo là nó hỏi mọi người ở đây làm gì, mình trả lời là tìm so, nó trả lời là tôi cũng vậy, và xong rồi mọi người hỏi là không, nó trả lời là giống ta, giống chứ ta chứ không phải là tôi cũng vậy. Ừ, xong mọi người hỏi nó là bạn của so à, nó bảo là từng người một. Cái lúc đó không hiểu lắm, từng người một, bạn của từng người, cái dùng multiverse mà nhỉ. Cái, nhìn thấy cái giếng là có đúng nghĩa sai lệch không vậy? Ok, hoài luôn ta. Khoan, từ từ nha, mọi người cứ hỏi tiếp em. Tại sao? Nghĩ của ngươi là sao? Nó im lặng. Ngươi đang ở đâu? Nó vẫn đang im lặng và nó tiếp tục lướt từng người một. Quên lên tiếng. Từng người một là thế nào? Các, nó nhắn thêm một câu nữa là các ngươi. Bọn nữ làm sao? Cần tìm ấy hả? Ok, lần này nó nhắn thêm một lần nữa, từng người một, và nhắn thêm một chữ nữa là thôi. Từng người một nói thôi. Hay nào? Đúng. Ok, ai muốn hỏi gì thì từng người nói thôi. Nó bắt đầu tự di chuyển luôn. Ngay khi Dooley vừa dứt câu thì nó bắt đầu di chuyển. Ngươi tên gì? Ta tên Aisa. Rất tốt, chỉ mừng ngươi đặt tay lên. Edward, Owen, hai cậu có thể bỏ tay ra được không? Ôi, tay lại. Đừng nói tên dễ dàng như vậy. Nhưng giờ tôi đã lên phần chỗ này tôi thấy mỏi tay rồi. Yeah. Nhưng chúng ta muốn tìm Edwin, đúng không? Ok, ông bắt đầu di chuyển. Ngươi muốn hỏi gì? Mọi người có gợi ý gì không? Hỏi nó xem so đang ở đâu? So đang ở đâu? Giống ta. Ngươi đang ở đâu? Nó im lặng. Hỏi nó xem là nó là người hay là ma? Ngươi là vật thể, ngươi là sinh vật gì? Nó vẫn im lặng. Ngươi là ma? Có thể. Quay lại trêu dụ. Ê, có ma đằng sau cậu kìa. Nó bắt đầu tự động di chuyển, cái phím gỗ bắt đầu di chuyển nữa và từ chữ cái hiện lên người tiếp theo. Có ai muốn thay tớ không? Chắc là nào muốn nói chuyện với ai đấy khác ngoài tớ. Để tớ lên cho. Ok. Ngươi tên gì? Edward. Ngươi sợ gì? Ông và lửa. Là sự thật đúng chứ? Vậy. Đừng để nỗi sợ lừa. Đừng để nỗi sợ đắng lừa. Cho tôi hỏi tí, lúc mà nó di chuyển hết thì mọi người có đọc được không? Hay là chỉ có mọi người đặt tay lên thôi? Tự nhiên là nó lướt qua từng chữ cái thì mọi người đọc được chứ? Ok. Từ khi ông bị chậm, mà không chung đâu. Ok, chết đi. Từ khi mà không chung chậm. Rồi, người có vẻ là... Em có hỏi gì nữa? Tôi hỏi, tôi có thể cho chúng ta thông tin gì về những vụ mất tích này? Giống ta. Tôi cũng mất tích sao? Nó im lặng một hồi. Rồi nó bắt đầu lướt từ chữ cái, nhăn lên, làm ơn. Chúng ta phải tìm những đứa trẻ mất tích ở đâu? Nó bắt đầu lướt nhăn hơn nữa, nhăn lên. Không phải là lũ trẻ, mà là bạn các ngươi, là so, nhăn lên. Chúng ta có thể tìm được so ở đâu? Nó lướt nhăn hơn nữa, mau lên. Lúc này thì ngay tai của Dũng có thể nghe được tiếng khẽ. Dũng, ta nghe được mùi của cái chết, nhưng mà lạ lắm. Nó như là có hai mùi khác nhau vậy. Lúc mà mới nghe được giọng đấy thì Dũng giật mình một cái, tại vì đang sợ ma. Có cái chết. Chết sao? Có cái chết gì đấy ở quanh đây. Ông Edward quay vào hỏi mẹ cậu cơ, có việc gì liên quan đến cái chết? Nó im lặng, nó vẫn im lặng. Rồi nó bắt đầu tự động di chuyển. Người tên gì? Edward, sau đó Edward thả tay ra nó. Người nào thay tôi đi, nó không chịu trả lời câu hỏi của tôi. Dũng, lại đi. Không nói chuyện với ba đâu. Chúng ta hết lựa chọn rồi. Mặc dù không ai đặt tay lên cái phím, nó vẫn tự động di chuyển. Người tên gì? Tại sao người cần biết? Ai xa nhìn xung quanh, xem được có cái gì nó bắt. Có vẻ là có những cái luộc gió nó hơi mạnh. Nó bắt đầu, cái phím gỗ bắt đầu di chuyển nữa. Ta biết thứ các ngươi cần tìm. Tôi biết, nhưng ngươi không chịu trả lời, ta chịu thua. Ta cần biết tên của các ngươi. Tại sao?
Aisa đặt tay lên bàn gỗ, hỏi, các ngươi, ý ngươi là ai? Bọn ngươi. Có phải bọn ta, bốn người trong nhóm này không? Đúng. Thì bọn ta đã giới thiệu trên cho tên cho ngươi rồi đấy. Tại sao ngươi vẫn hỏi? Nó im lặng một hồi, ta cần biết. Có vẻ một sự im lặng khá là hồi hộp và căng thẳng. Kéo dài một lúc thì nó bắt đầu tiếp tục di chuyển. So, ở trong cái giếng, cắt 20 feet phía tây, trèo xuống cái giếng. Cảm ơn mình thông tin. Hôm nay thật là mệt mỏi. Cậu định nghỉ ngơi ư? Mình không thể nghỉ được, phải tìm So. Đúng, mình phải tìm So. Ây da, bắt đầu quá. Rồi chúng ta đi tiếp thôi. Chờ đã. Aisa quay lại đặt tay lên bàn. Cậu muốn gì? Người cuối cùng. Ewen, cậu chưa đặt tay kìa. Khi mà nhắc đến Ewen thì nó bắt đầu là nó lung lắc. Rồi nó chỉ qua hướng chữ No, không. Ở đây chỉ có bốn bọn ta. Người đang chỉ, ý chỉ ai đây? Cơn tóc vàng, xóm rào quá. Đúng. Không, lúc mình biết thông tin về, mình biết thông tin về So rồi. Đi thôi. Nhưng nó muốn ngươi, à, nó muốn cậu, cậu lại đây. Tớ không muốn nó, tớ không lại. Edward nhanh. Edward chạy tới ôm chặt lấy Dũng. Đó, xuống chạy ra phía cửa sổ. Ra miếng gỗ. Dũng chạy ra cửa sổ. Nhảy qua cửa sổ nữa. Kéo chân Dũng lại. Có thêm miếng sổ một không? Không. Không. Nếu So ở đây, So sẽ không bắt đè tờ số thế này. Mọi người làm gì vậy? Có vẻ là Dũng đang loay hoay thì cái phím câu cơ tự di chuyển mặc dù chả ai chạm vào. Đủ rồi. Sau một lần gió hơi và thổi yến tắt ba ngọn nữa. Aisa vẫn cố nói thử nói chuyện với nó. Dũng biết không có gì cả. Không còn một thứ gì xảy ra cả. Nó không di chuyển được. Các cậu về bàn này là không có phản ứng gì nữa cả. Có lẽ chúng ta nên đi thôi. Đến cái giếng. Tôi bảo rồi mà, cứ đi đi. Ok, nghỉ như nào 5 phút ấy. Ok. Ok. Ông tao ấy tìm được cái nhạc này làm câu. Đâu ghê. Hả? Cái nhạc ông đã tìm được ở đâu ghê. Không quan trọng. Nhưng mà nó ghê. Không nghe được nhạc đâu, nhạc từ đâu đây? Ủa, anh không nghe nhạc à? Có chú ghê đó anh. Link ở đâu? Em gửi trong chat Dragon Egg ấy. Ok. Đúng kiểu tưởng tượng trong rừng tối. Nghe cái nhạc này. Win SD thích đi chơi đêm. Từ từ nha. Bây giờ mọi người cảm thấy thế nào? Ok, đợi tí nha. Đợi tí. Ok, chúng ta nghỉ giải lao một tí. À. Ok chứ nha. Ok. 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 Có thể vô được cái lưng Watch Together chứ. Để em. Trên bao rồi? Ok. Tại vì cái nhà nó chỉ 30% độ hay của em. Ờ. Ok, mọi người sẵn sàng chưa? Tiếp tục nha. Ừ. Ok. Nhóm bốn cậu bé thì mà đi theo 20 feet theo phía tây thì bọn họ đến một cái giếng trông có vẻ khá là cổ. Quốc muốn đến gần cái giếng và dùng like để xem thử giếng nó sâu cỡ nào. Rất sâu và ở dưới đó có thể là vẫn còn nước. Chúng ta nên nhảy xuống. Hay là có ai có cái dây thần không thì chúng ta từ từ. Tôi có một cái dây. Ok, giờ chúng ta phải tìm chỗ buộc thật chắc để xem thử đi xuống nào. Tôi cầm like để tôi xuống trước cho. Yến sâu không? Edward có thể nhìn xuống đấy không? Win. Tại vì nó có cái like của ông Edward thì da nó rất là sâu, ở dưới vẫn còn nước. Win có nhìn see Eye of the Duck mà, nhìn 170. Ok, thì Edward nhìn rõ hơn, nó vẫn rất là sâu và vẫn còn nước. Và nước có vẻ là cũng hơi trong ấy, nó không phải là kiểu đục đâu. Thế Erwin cậu phát hiện ra gì à? À, không rõ lắm đâu, nhưng mà hình như chỉ là cái giếng thôi. Nhưng mà nếu mấy đứa muỗi thì cứ xuống thử thế. Okay. Ta xe đến cái này rồi mà. Chúng ta chỉ nhìn từ cái trên này thì cũng chỉ nhìn được cái vậy thôi. Chúng ta đi xe đến cỡ này rồi, không thể quay lại được nữa. Đi nào, đó anh Quốc tụt xuống. Tao thấy ở trên có gì đâu, kéo mày lên cho nhanh. Cứ xuống một thôi. Vậy là Edward sẽ bước xuống trước đúng không? Vậy có chuyện đi hôn một cái, kéo mày lên luôn nhá. Ok, Edward lăn cho mình một cái bơi là mình lăn aerobatics hay là athletics à? Tùy athletics cũng được, acrobatics được. Lăn một trong hai.
một phần mình kỹ thuật thay đổi sức khỏe robotic hoặc gì hoặc athletic ông ấy bơi bằng kỹ thuật ông ấy khỏe ông khỏe cứ bơi hay ông dùng kỹ thuật cao ông bơi thầy bơi quá ôi đẩn đẩn thôi được rồi như cá đây những gì mà xảy ra với Airwalk. Airwalk khi mà đu trèo từ cái cổng dây thừng bước xuống khá là sâu, khi mà anh ta tiếp nước xuống thì anh ta có thể bơi được, và cậu ta đã cố gắng coi như là ngẩng đầu xuống để nhìn quan sát xung quanh, và cậu ta có thể nhìn thấy là ở dưới đây cái giếng thì nó giống như một cái khoáng nước vậy, và có rất là nhiều lối bơi. Nhiều lối bơi hả? Nhiều đường, nhiều ma dễ là không? Cậu ta có nhìn đằng xa là có một cái lối khá là to và có vẻ là nó là điểm đến. Edward hét lên với các bạn nói: cậu xuống đi, dưới này không có gì đâu, chỉ có nước thôi. Ủa, như okay. Có nước à? Ủa, mấy cũng xuống cuối nha. Chúng đừng có xuống liền, tôi không muốn đỡ cậu bằng mặt đâu. Ở vì không có gì xuống làm chi? Có. Xuống tim sâu mà. Nó bảo chỉ có nước thôi mà, không có nước không xuống làm chi? Có lối đi dưới này này. Chỉ bảo đây từ đâu nó có lối đi để xuống xuống. Ok, vậy là bảy người, từng người một. Ok, ai mà xuống bơi thì lăn cái aerobatic hoặc athletic. Đi. Aerobatic của anh. Ừ. Competitic. Ok. Ok, khá nhỏ. Ok. Có vẻ là có vẻ là Edward thì lặn khá tốt. Dũng thì mặc dù là cơn nhát gan nhất nhóm nhưng mà cậu ta vẫn biết bơi, vẫn có thể lặn được. Còn cô gái Goblin thì có vẻ cô ấy đang bị đuối. Có vẻ lúc Erwin mất cân bằng, còn ông Erwin thì cũng chả khác gì. Erwin thì mất cân bằng, chả không biết bơi. Erwin thì bị xa bám vào người. Edward vậy là á xe với lại Erwin đang bị chìm hả? Đang bị đuối nữa luôn á. Bây giờ Erwin thì vừa trèo xuống thì bị xa tóm lên người. Kiểu kiểu họ không biết bơi và không biết lặn luôn. Giúp con này bé. Em bơi tới chỗ ai xe kéo của lên. Cố lên. Cố lên đâu, cố em ơi. Thôi tôi giữ cái xe rồi, cậu cưới Vinh đi. Cái quyền đang coi như là mày giữ cái đống nước. Được. Edwin đang bị Aisa bám chặt. Ông Aisa thì được Edward ôm rồi, ôm dẫn đi rồi. Còn Dũng bắt đầu Dũng cổ vũ cho Edwin. Thế không sao. Dũng thấy cổ vũ không có tác dụng là sẽ bơi bơi lại gần, đưa cái chân ra bám vào có cái chỗ đá ở bên cạnh gì nữa. Bám vào đưa chân rồi Win bám nặng quá. Loa Dũng cậu không chìm nổi đâu, có thể cậu như mặc định là cái phao cứu sinh rồi. Win lăn lại một cái kìa. Edward có thể là cùng Aisa lặn qua bên kia để đến chỗ bên kia. Bạn cùng Aisa qua chỗ bên kia. Ok, còn bên này Dũng với Win vẫn đang lay hoay. Là Aisa với cả Erwin sang bên kia chưa? Edward sang bên kia chưa? Đấy rồi, nhưng mà còn Dũng với ông Erwin vẫn đang bên đây. Đang bám vào chỗ tường. Đúng rồi, vậy là ăn Dũng với Erwin là vẫn ok. Vậy là ăn Dũng ôm Erwin và bám vào chỗ tường để hít thở oxy. Còn Edward và Aisa thì bơi qua bên kia rồi. Vậy là hai người vẫn ở đây đúng không? Hiện tại đang ở không đây, nhưng mà sẽ tìm cách để sang bên kia. Ok, chúng ta sẽ qua thành kia. Aisa và Edward khi mà họ lặn qua bên kia thì họ thấy là họ ngẩng lên và thấy xung quanh họ như một cái hang động vậy. Biển à? Từ chút. Oh my god. Rồi ok, đây. Dũng, đúng rồi. Ông Aisa với Edward kéo tôi cần nghe cái hố ấy. Ủa nó có alo mà. Ok. Nghe cái hình tròn ấy. Ok. Hai cậu nhóc người thì ướt nhẹp, xong nhìn xung quanh thì tôi thấy nó như một cái hang kiểu một cái hang đầy tơ nhện. Nó không hẳn là tơ nhện nhưng mà nhìn giống rất là giống tơ, và xung quanh có rất nhiều cái như trông như một cái kén rất là to.
và nó phát sáng một cái luồng ánh sáng, ánh sáng một sàn lá cây. Chúng ta đang ở đâu thế này? Đã không biết nhưng mà cái trứng kia, cái thứ kia nhìn ghê quá, tớ nghĩ là tớ nên phá hủy nó trước khi nó đẩy ra cái thứ gì đấy có thể thế. Ừ, ý hay đấy. Ai sao không làm gì? Ông cứ tả trước đi. Khi mà Edward vừa mới dứt câu thì một tiếng rú của loài rồng nó phát lên trong cái hang đó, rất là to. Edward hoảng sợ nhảy xuống nước lại. Thế Aisa làm gì nè? Aisa không biết bơi nên không nhảy theo Edward. Có vẻ là Aisa chả nghe được cái tiếng rồng đó, chỉ có Edward nghe nữa. Nghe được rồi. Khi cô ấy không nghe được tiếng rồng nên là cô ấy vẫn cứ đi đến cái chỗ thứ kia và cố phá hủy nó. Edward trồi lên nước, nói với Aisa là ê, cậu không nghe thấy tiếng rồng rú sao, nhảy xuống nước mau lên. Cậu bảo tiếng gì cơ? Có con rồng ở trong này đấy. Tớ không nghe thấy gì đâu. Ồ, cậu không nghe thấy sao? Nhưng mà tớ nghe rõ ràng mà. Cậu gặp ảo giác không đấy? Tớ không nghe gì đâu. Tớ chắc chắn là tớ có nghe được mà. Hồi đó Edward nhớ lại cái lời bàn cầu cơ nói. Nãy nói gì quên tớ. Nhảy xuống đây thôi mà. Hồi nãy lúc mà Edward để đặt tay lên bàn cầu cơ nó có nói cái gì mà quên rồi. Rồi em quên nhớ chứ sao hỏi đi em. Quên luôn đi. Bàn cầu cơ nói là đừng để tiếng rồng đánh lừa. Quên rồi. Nó sợ đánh lừa. Đó Edward hít một hơi thật sâu. Đi lên cùng với lái xe. Đi lên cùng. Người, chân bỗng run cầm cập. Sao ngoài xa bà? Ai xa bà? Cậu làm gì mà run thế? Lại đây giúp tớ phá hủy cái thứ này nào. Tớ thề là tớ có nghe thấy tiếng rồng mà. Chắc cậu chỉ đang sợ không gian hẹp thôi mà. Hoặc sợ ông. Sợ không gian hẹp thôi mà. Vậy là Aisa và Edward cố gắng phá hủy một cái viên cán màu xanh lá cây phát sáng, phát ra một cái nguồn luồng sáng. Khi mà Aisa cố gắng phá vỡ nó thì nó vỡ ra. Aisa có thể nhận bên trong là nó là giống như một giống như thực bằm ấy. Thực bằm á? Ừ, một đám bầy nhầy. Nó là okay. Nó có máu da, nó khá bầy nhầy, khá là ghê. Ông thử mổ con sâu ra bao giờ chưa? Mổ con sâu á? Ông mổ một con sâu ra thì thấy cái gì bên trong là nó như thế đó. Chưa, không bao giờ. Để. Lúc mình đập mũi nó sao giờ giống vậy? Ờ, vậy đó. Ngay ngay đúng rồi, giống vậy. Vậy đó. Ê Quyên, ở đây có thịt nè, có ăn đâu? Chúng ta có nên ăn thứ đó không vậy? Ghê quá. Có thể nhìn ghê nhưng có thể ngon. Cậu lại thử đi. Ta có nơi nướng chín nó trước không chứ ăn thịt sống chỗ này không an toàn đâu. Hai người có thể okay. Nhận ra là ngay cái phần đám cái đống thịt đấy có một cái gì đó giống như miếng vải, giống như vải của mấy cái áo ấy. Và ở ngay ngực trái có một cái giống như một cái miếng mà lấp lánh, giống như một cái phù hiệu vậy. Ai sao nói với Edwin? Ê cậu, có cái thứ gì kìa? Edward. Edward. Ừ, tớ cũng thấy. Lấy nó ra xem thử nó là cái gì. Đó là nghĩa phụ hiệu, có khắc chữ Ori. Ori? Ori. Vậy, nói là cái kén này là... Thôi, đừng có ghi đó. Nếu vậy thì những cái kén còn lại thì sao? Mọi người có thể nhận ra là giữa cái căn phòng có một cái kén to nhất. Và trong nó có vẻ là... trong nó có vẻ là phát ra luồng sáng mạnh hơn những cái kén còn lại. Trong nó như là kiểu nó mỏng nước hơn ấy. Ừ, nó kiểu nó bóng bẩy hơn một tí. Và trong rất là mới. Edward giơ cái Shield of Faith lên, đi nhón chân từ từ đi tới chỗ ấy kiến. Ok. Anh xét kỹ hơn, thấy được gì không? Nó khá là dày, nhưng mà Edward có thể nhìn rõ, nhìn cố gắng nhìn được thì Edward có thể nhìn là một phần, một cánh tay, kiểu ở ngay phần dưới trừ phần đầu ra thì có thể thấy là một phần thi thể mà vẫn trông rất là mới. Và cái thi thể đó vẫn đang di chuyển, có lẽ còn sống. Edward quay lại nói lái xe. Này này, cậu lại đây, hình như trong này còn người sống này. Ai xa chạy đến bên cạnh Edward. Ê, mở nó ra thử xem nào. Cho mở bằng cái gì? Có vật dụng. Tớ có một cây búa này, hai cây luôn. Ok. Cậu có muốn một cây không? Đúng không? Chúng ta gõ xem nào. Thôi. Một lần nữa, cái tiếng của loài rồng bắt đầu phát lên, rú rất to và có vẻ là nó phạt ngay tai của Edward luôn. Edward nghe bị giật mình, để cây búa xuống, ngồi bò xuống đất. Tớ chắc chắn lần này là tiếng của con rồng. Nó đang ở đâu trong này? Tại sao dừng đột ngột? Sao bắt đầu nghe một cái tiếng động
nó không phải tiếng của loài rồng, nó là tiếng gì đó, nó là tiếng của những bản cổ chương. Tôi cũng có nghe thấy một tiếng rất là đáng sợ. Đó là 1+1=1. Kiểu thế này người làm gì tiếp theo? Alo. Em quay ra hay là mình bỏ trốn chứ nhỉ? Đáng sợ quá. Tớ cũng sợ lắm. Nhưng trong cái kiến này chúng ta không thể bỏ lại người ở trong cái kiến này được. Edward vừa thở gấp vừa cầm cái búa lên thẳng vào cái kiến. Lần này tiếng rồng càng to hơn nữa. Nó như một cái tiếng la thì tiếng hát cũng rồng. Edward lê ngay khi mà cái búa đập vỡ cái kén ra, một dòng nước chảy ra, cái kén bắt đầu là có vẻ là bị vỡ ra rồi. Và cái người nằm trong cái kén đưa cái tay lực đấm một cái thủng trước cái lỗ đó ra, quấn đạp ra, thằng ta rơi ra, đó là sò. Ôi trời, cái câu tớ lạnh quá. Đó bắt đầu thì cái tiếng con rồng và nó bắt đầu cái tiếng rồng, cả hai người cả ba người luôn hoàn toàn có nghe được, vừa là tiếng rồng vừa là tiếng cổ chương, nó cứ hợp với nhau tạo thành một cái tạp âm ấy, tạo thành một cái tạp âm thanh rất là kỳ lạ và khó nghe. Chúng ta cần phải ra khỏi đây mau. Được thôi. Edward cậu có đứng dậy được không? Edward dìu So đứng dậy. Ok, cảm ơn cậu. So là cậu có bị thương nặng chỗ nào không? So ngất đi. Không, chúng ta phải đưa cậu ấy về lại ngay lập tức. Đi thôi, Asa. Nhanh lên, phải nhanh lên nào. Nó nhảy xuống nước, bơi về lại cái chỗ. Cả hai người lặn Arotic. Ê, đợi, tốt đi. Ủa, tưởng. Ai sao không biết bơi? Ăn acrobatic. Ăn lại em lần này. Ăn là tích rồi. Okay. Lần này anh sao biết bơi rồi? Nói sao đột nhiên tôi biết bơi. Sao? Em bơi biết bơi luôn. Để ông đi sau nó đi bắt đầu. Đây là làm việc dưới áp lực. Bắt đầu. Ai xa thì có thể làm việc dưới áp lực, còn Edward thì tự mình không hoạt động được. Edward vừa cõng So vừa bơi thì có vẻ là So nặng quá cho nên Edward cũng đang đuối nước luôn. Anh ta đang mất cân bằng và không lặn được. Là So có bị chìm luôn đúng không? Đúng rồi, So vẫn đang bám lấy Edward. Edward cố lên tiếng gọi Asa nhưng mà dưới nước thì không thể phát ra lời được. Asa có biết là hai người bị chìm không hay là vẫn đang bơi tiếp? Có. Aisa cái đầu của tôi thấy là hai người đang chật vật, họ đang đuối nước. Aisa bơi lại chỗ hai người họ và cô giúp. Là một cái strength. DC khá cao á. Chừng một mà. Ok, có vẻ Aisa chả làm được gì tại vì cô gái mà. Mình giờ Edward có check được cái gì để lại tinh thần không? Khó nha. Ok, bỗng nhiên So có vẻ là nước vô phổi thì anh ta bắt đầu ho ra. Rồi anh ta bắt đầu bật dậy. Từ từ, đợi một chút, đang là 2+10. Ok, có vẻ là So bật dậy trong anh ta đang rất khó để lấy lại được sự cân bằng và anh ta có vẻ là bơi được rồi. Edward, quên dưới nước, không nói được. Edward ôm So, ôm Edward cố gắng là dìu anh ta đi theo Aisa. À, còn nói gì cơ? Đại dưới nước không nghe được, không nói được. Đại dưới nước không nói được rồi. Thì đấy, thì tôi vẫn đang hỏi ông nói gì đấy. Ông, cái bạn kia nói gì đây? Cho cần Aisa dẫn đường, lẹ lên. Ở dưới nước mình thở. Bơi đi. Trời ơi, dưới nước mình phải nuôi. Aisa. Aisa bơi nhanh nhất có thể đến chỗ Elwin với cả Talvin với cả Elwin. Sau cố gắng đuổi theo. Ok, sau cố gắng đuổi theo mà đến chỗ của Elwin và Dũng rồi. Cả 5 người rồi. Chúng ta phải thoát ra khỏi đây. Số. Anh ơi. Chúng ta. Hãy. Đây. Ngay. Lập tức. Lên. Chào lên. Kèo thấy lại một cái tiếng. Ôi, những cậu bé thân thương của ta sao lại rời đi thế này? Peter Pan đây, chàng trai mộng mơ của các cháu đây. Này, những cậu bé xinh đẹp hãy ở lại và gia nhập xứ sở thần tiên. Hả? Sai, check inside. Đây là xứ sở thần tiên sao? Đúng vậy. Ta biết tên cậu. Cậu là Dũng đúng không? Đúng vậy. Đúng rồi. Ta là Peter Pan. Cậu thích
cậu thích tấn công à, cậu thích trở thành anh hùng chiến đấu với thuyền trưởng Rock chứ? Có à, mọi người trong thầy đúng không? Đúng vậy. Đếm không đây, đây là giọng nói. Ok, là chỉ có giọng nói hay là cả đám nhìn thấy được? Cả đám luôn, cả đám nghe được. Nào hãy lặng về đây với ta. Hey, à, sao anh tìm được chỗ của Peter Pan rồi sao? Dũng, em đang nói quá vậy, chúng ta phải ra khỏi đây không? Edward chạy tới chỗ Dũng đấm cho cái đó. Tỉnh lại đi, chúng ta phải chạy ra cái rơi xuống nước tùm. Ai sao chạy theo bơi nào, những chỗ bé xinh đẹp. Ok, một cái giọng nói khá là ghê gớm, nhưng mà nói chung là các cậu không được rời khỏi đây, sợ mọi người nghe được cái tiếng thét rất là to. Ok, ai là người sẽ nắm Dũng lôi lên nha? Aisa. Ok, khi mà Aisa vừa lôi Dũng lên thì nghe được cái tiếng kiểu như là tiếng liên tục, tiếng chèo, một cái tiếng coi như là một vật nhọn đâm vào những cái gỗ, tạo ra những cái tiếng lắc cắt rất là to. So thì cũng nghe được, và So nói mọi người không mau lên, nhanh lên, chúng ta phải chạy. Win cũng nắm chồn kéo lên. Vậy em chạy hả? Chạy. Ái xe với lại Edwin kéo Dũng hơn luôn. Ok, đợi mình một chút. Okay. Để mình kéo mắt. Bắt đầu lại đi một vòng. À, rồi. Ok. Đi vòng đấy, đi lại đi. Rồi. Đến đây được nhé. Bây giờ lên dưỡng mà, đi thành dưỡng rồi. Đây là ngày đầu nhá, lần này đầu nhá. Thấy tối đen đấy, phải mở đốt đen vào. Đúng rồi, đen rồi. Đúng rồi. Ôi, sao phẳng đêm quá. Không thấy gì nha. Không thấy gì nha. Cứ đặt quyền rồi đúng rồi. Bật đèn đi. Để cứ đặt quyền rồi. Như nhà bấm như nào à? Cứ đặt quyền rồi bạn ơi. Em... Cái map này có nhất thiết cần Dynamic Lighting không? Dạ có anh ơi. Ok. Thế thì bây giờ em ấn vào từng token một. Xong có cái lighting, có cái tab lighting, double click vào một cái token, có cái tab nó viết là ánh sáng, thì bật vision của mọi người lên, bật cả vision thường, bật cả dark vision nếu có, và ai không có thì bật cho cái đèn hay đuốc gì đấy. Ok, mọi người kéo token ra đi. Mọi người thả tạm vào tầm giữa giữa. Kéo token mọi người ra. Đây nó bắt lại này, Dũng không có... Dũng có, 60. Có dark vision, Dũng có dark vision nữa. Có. Dũng là Asima. À, 120 phim đúng không? Dũng là 60. 20. Rồi, đây, bắt đầu từ đây. Okay. Kéo, anh em kéo tôi cần qua dự trận Dũng ấy. Bên trái của người map. Dạ. Mọi người có điều nhìn thấy không? Có. Mà sao tự nhiên có một ô vuông đen ở giữa map vậy? Chứ không sao? Có một cái ô vuông đen ở ngay chỗ này. Ừ, lại à. Thêm chút, để mình coi lại. Em xem là có vẽ cái... menu hoặc là cái light dynamic lighting hay cái gì đấy, hoặc là reveal fog hay cái gì đấy. Nhưng mà nó cũng quan trọng đâu. Ok rồi, ok. Nó cũng quan trọng nữa. Rồi thế mình đang chạy hướng nào, hay là đây có hai hướng à? Rồi cái ô đen mất một dần phần rồi. Đen mất rồi. Cái đang quên tô màu dần rồi. Rồi chạy hướng thì mọi người chạy qua phía đông, tại vì mọi người hôm nào đâu vừa phải ấy. À ok, rồi. Gà má. Nào, mở tấn, mọi từ, mọi người. Ngay khúc đó, ơi từ từ quay lại vị trí cũ mọi người. Chỗ nào, kéo đi. Chỗ nào. Mọi người lăn cho mình một cái initiative. Từ vị trí cũ ở đâu? Ở đâu? Đây à? Rồi, đi em sẽ tự kéo cho mình. Rồi đó, ok. Để lăn initiative thì mọi người đầu tiên ấn vào token của mình, xong rồi mở tờ thông số nhân vật ra. Cái search chữ initiative thượng nó sẽ ở trên cái số máu to đùng. Nhớ ấn vào token của mình thì nó mới ghi nhận vào cái token đấy. Ai ấn vào token của Dũng rồi lăn rồi. Đâu phải em. Rồi để em. Ok để em xóa. Sao không được? Dũng là lăn chứng đúng không? Dũng là 9 để em sửa. Rồi. 18 này không nào sửa đến 14 này. Nguyên là Thái Nguyên bao nhiêu? Huy Hoàng Nguyên 18 này này. Nhìn. Ok, Nguyên 18. Ok, hôm nay trước. Dũng này, ok. Thôi, từ từ. Đáp thằng này vô
này quay ra mình A4. Ok rồi, giờ đầu tiên quét Quyên có nhìn gì đâu, có thấy cái gì đang đến không? Chạy rồi, nghe được không những thì... cái tiếng là cạch bạch cạch rất to. Nằm chạy rồi, chạy đến đây rồi. Tới Quyên chị. Ừ, làm gì nữa không? Làm gì nữa không? Không. Thôi không đúng không? Rồi qua lượt Edward. À, mình chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch thôi chứ không thấy hết đúng không? Yeah. À, nghe tiếng hát nha. Mày đi chạy đá tí, đá được. Chạy. Mình xung quanh là tối đen hay là vẫn thấy mờ mờ? Ờ, như map hiện lên, như map hiện lên, thấy mờ mờ. Okay. Slide lên để thấy rõ hơn. Ok, cắt slide. Mất một cắt slide đi. Slide được bao nhiêu feet này? Em 20 ánh sáng sáng, 20 nữa ánh sáng mờ. Mình muốn cắt slide là mình nhấn cái chỗ nào? Slide là phải chạm vào được. Ấn một cái phép. Bấm vô Ctrl Shift Spell, bấm vô like. Ok, cantrip. Đúng rồi, mất một action và tạo ra một cái feet. Tạo ra một cái 20 feet, ok. Là theo hình vuông hay là đường thẳng nữa? Có một cái option thì em vào, bấm vào lại cái token nhé, vào lại lighting. Scale xuống dưới một đoạn, yeah. Dưới cái vision sẽ thấy light, emit light. Thì em đặt cái bright light là 20 và dim light là 20 nữa. Em hiểu rồi. Từ light 20, rồi bright light 20. Rồi đấy, rồi ông xong rồi Dũng ơi, thấy chưa? À, đấy là cho Edward thì phải. Đúng rồi, em đang, đúng rồi, em chỉnh cho Edward rồi. Ok. Ok, Dũng làm gì nữa? À, Edward làm gì nữa? Chắc chạy theo Erwin. Ok. Chạy được, đó, chạy được, còn chạy được mấy ô nữa? Chạy được 6 ô. Chạy được thêm. Còn cho ông cái speed, mỗi ô 5 feet. 6 ô hả? Ừ. Tốc chạy được 30 thì chạy được 6 ô. Yeah. Có thể bấm vào token mình rồi ấn nút mũi tên cũng được, hoặc là giữ chuột kéo token cũng được. Yes, như thế này. Thế mình bấm chuột vào cái token xong mình dùng cái mũi tên trên bàn phím mình di chuyển nó cũng được. Ừ. Đi từng ô một cho mình. Ô. Đi chéo cũng tính là một ô nhé. Không như thế vậy thì thẳng ngang. Để chéo một tấm ô hả? Ừ. Mới đi được 20 phiếu ấy, còn 10 phiếu nữa. Còn 2 ô nữa. Đấy. Ok, qua lượt. Để trước dẫn đường. Từ đằng xa, mọi người có thể nghe được một cái tiếng hát lớn nữa. Edward thì nghe được tiếng rọc rú. Còn Aisa thì nghe được tiếng bạn cũng chưa. Còn còn ông Edwin thì nghe được tiếng Edwin chẳng nghe được tiếng. Còn sau thì anh ta nghe được cái tiếng gì đó nó khá đáng sợ. Ôi chạy. So chạy theo so chạy theo Edward. Và đó hết lượt của Hắc Tấn Dũng. Dũng cũng giống như Edward bật light lên người mình rồi chạy 30. Set up cái light rồi. Dũng là light là 20 hay 30? 20. 20 bright, 20 dim. Giống hay thế kia. 20 dim. Dũng là lấy cái biểu tượng Holy Symbol từ trong ra xong rồi xoa lên đấy, nó phát sáng, nó chạy. Cậu người Dũng đi xa ấy à? 30. Ngay khi mà Dũng đi thì Dũng vẫn nghe được một cái tiếng, đó là: nào, cậu bé xinh đẹp, hãy ở lại chơi với ta, ta là Peter Pan. Xong Dũng nhìn qua mọi người, thấy mọi người vẫn sợ chạy, thì nó bảo, nói dối. Không, tất cả không, ta nói thật, chúng là giả, chúng là những con quái vật, cháu phải giết chúng, như thế thì cháu mới xứng đáng bước vào thế giới thần tiên. Nào, đó là những người bạn của cháu mà. Không, tỉnh táo, đừng để bị hắn lừa. Ok, đó là của ai xa? Mình có nghe được cái giọng nói đấy đến từ đâu không nhỉ? Không. Ai sao chỉ nghe được tiếng đọc của chương. Không, nghe được cái tiếng bằng kiểu chơi đến từ hướng nào không ấy? Yêu là sao? Kiểu đến từ hướng đông hay hướng tây hay kiểu gì đấy? Nó xuất hiện trong đầu của Ai sao, không phân biệt được hướng. Ok, vậy tôi chỉ di chuyển đến di chuyển. Chỗ. Ông có thể dash để đi gấp đôi tốc độ. Dash hả? Dash, okay. Tiêu tốn một action. Yeah, thì tôi dùng một dash, dùng dash. Ok, dash. Dùng 12 ô tổng cộng. 60 feet. 60, đây. Mất kiểu nào trong chỗ này. Mình đang chạy hướng nào nhỉ? Đâu? Mình chạy theo lối đường mòn. Chạy theo hướng mọi người vừa chạy đó. Đây.
đó đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Tưởng tượng chạy ngược lại. Rồi, em quên. Từ lát đây. Lát. Nhìn lại chạy thôi. Từ từ. Mình chạy đến đây. Em quên đá xong. Ok. Ok, rồi, em quất. Dash là nhân vật nào cũng được hay là chỉ có quà lớn nhất? Mình nào cũng được. Dash rồi. Nó tốn một action. Cấm đầu chạy. Từ khi mình dùng action khác. Yeah. Dash cấm đầu cũng chạy, không làm cái gì hết. Vậy là Dash, Karik cũng dash được mà đúng không? Ừ, đúng rồi. Dash nào cũng dash được hết. Dash là được 12 ô hả? Đúng rồi, được 60 feet. Tại vì Edward đi được 30 feet cho nên Dash là ông sẽ di chuyển gấp đôi cái số speed. Rồi đi qua đó đi. Ok, quay lại lượt của con quái. Nó bắt đầu là tiến sát gần mọi người hơn. Đây. Từ hướng nào đấy? Ngay chỗ nhìn. Nó vừa di chuyển, nó vừa nhìn mọi người xong nó vừa rú lên. Peter Pan. Xong nó chạy cấp tốc, nó chạy lại phía của đúng rồi, nó nhăn nó to như này, nó bắt đầu di chuyển lại gần Dũng. Nào, ta biết cậu thích xứ sở thần tiên mà, nào hãy nắm lấy tay ta. Qua lời của Dũng, ông nói dối, tất cả mọi người trong làng đều nói dối, chỉ có những người bạn của cháu thôi. Dũng bịt tai chạy tiếp, nhắm mắt nhiều ơi, chạy tiếp. Chạy đây sẽ đâm dầm vào ái xa tại vì không nhìn. Mở mắt ra. Bước sang bên ngoài chạy tiếp. Bên đây hả? Cái mèo chả. Con đuổi, có cái gì đuổi theo ấy à? Peter Pan đuổi kìa. Từ từ, sorry, anh đo lại một tí xem chạy đến đâu. Chạy đến đúng rồi này. Xong rồi. Xong khi mà Dũng chạy đó, Dũng có thể thấy là một người đang quen thuộc. Cháu, quay, này, mấy tên anh con. Đấy, quá hết rồi. Chạy. Chạy khỏi cái gì? Chạy. Ông bé bảo vệ, chạy đi, có con rồng đang đuổi theo. Được Peter Pan đó đuổi á. Chúng mày chạy cái đấu này, chúng mày phải quay về cái kia chứ. Hướng nào? Hướng dưới. Hướng dưới. Ok, rồi, qua lượt của Ái Sa, từ đợi một chút. Rồi, được rồi, không có lượt rồi. Rồi, Ái Sa. Mình được di chuyển trước khi làm một action đó. Đúng. Ok, vì... Ái Sa lúc nãy có nghe thấy được tiếng của quái vật ấy, thì đi di chuyển. Không, Ái Sa chưa nghe. Ok, cho Ái Sa nghe. Di chuyển tầm 10 feet. 10 feet. 15. 15 feet. Rồi Ái Sa niệm phép cô ném thử về cái hướng của tiếng gọi đấy, của tiếng quái vật. Tiếng gì? Của tiếng quái vật ấy. Chứ là Ái Sa muốn là nhìn. Ái Sa muốn reduce frame, ok. 30 feet 1d8 rồi con quái vật phải lăn. Đây là spell attack, tại sao phải làm cái attack? Tại vì em thấy cái DC 12 anh. Đúng không, phép nào nó cũng sẽ viết như thế. Cái phép này nó yêu cầu là mình phải lăn chứ không phải quái lăn. Ok. Viết ở trong description. Ok, chúc. Rồi lăn 1d8. Ấn vào. Ok, cũng được. Ok. Có vẻ là Ái Sa tạo ra một cái dòng lửa gì đó, trúng không? Gây sát thương lan 10 feet. Quái vật thì nó trúng lửa, nó rú lên. Cái người sẽ phải trả giá. Xong nó bắt đầu điên hơn nữa. Rồi Ái Sa làm gì tiếp theo không? Mình chả làm gì được nữa nha. Ái Sa vẫn có thể di chuyển vào phía còn lại. Di chuyển về 15 feet về phía còn lại. Ok. Đúng. Rồi. Quên. Được 2 ô nữa. Được 2 ô nữa. Ừ. 1 ô là 5 feet. Ok. Rồi, trả lời của Quên. Edwin nè, đừng có chat nè. Edwin muốn làm gì? Edwin có đoán được con quái vật này là nó có như thế nào không? Không. Nào, một giọng nói phà vô Edwin. Edwin, nào, cha đây, ta tự hào về con, hãy đến đây với ta nào.
tin không phản ứng từ các cái chiều thấp chẳng hạn được hít thấy chưa? Ok chụp. Ừ, mic lên nào, lên hít. Ok. Rồi ông mới mổ action rồi, ông làm gì thế? Ừ, đang lát, đã không di chuyển được. Ok ok. 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, đây rồi con. Ê, chạy. Ok chạy 20 feet rồi, qua lộ quét quát. Ừ, được. Edward hét lên với hai kia cháy ngược lá. Mình di chuyển rồi thì mình có được dùng phép nữa không? Ờ, tùy em ơi. Tốn hành còn... động. Ừ, hoặc là tốn hành động. Dạ. Yeah. Đã tốn một hành động. Nếu như ông có phép dùng bonus action thì không được. Ờ, chạy thường ra này. Ok, chạy thường ra không có. Chạy được 20 feet. Yeah. 20 feet là mình còn hành động hay là hết hành động rồi? Mình còn hành động. Coi si Sacred Flame nó. Sacred Flame. Cái này còn có 60 feet. Ok, hiểu. Rồi, đợi chút. 60 feet đủ luôn. Ok, 60 feet vừa đủ. Dùng Sacred Flame mà hẹn ngược về phía của IC, dùng Sacred Flame chưởng vô con quái vật. Ok. Sacred Flame, ok. Edward, với tài năng thiên bằng về lửa của mình, mặc dù anh ta sợ lửa, mà anh ta tung ra một đòn coi như Edward Flame hướng về quái vật. Quái vật lăn dexterity để mà né. Đúng mà quái vật phải lăn death save luôn hả? Dexterity. Ok, chúng rất hay. Quái vật ăn 6 đam nữa. Ra ra. Quái vật kiểu nó gào rú lên, đau đớn trong cái sự nóng bỏng mà ngọn lửa hệ quốc đem lại. Edward làm gì nữa không? Hết hành động rồi mà còn một hành động. Ok, cú đỡ lực của nó. Còn okay, cú còn 10 feet di chuyển, còn 2 ô di chuyển nếu mà Edward muốn đi. Cho Edward đi luôn. Chạy luôn. Ok. Rồi, nó đứng đây thì nó gào rú hơn. Nó dùng dash để nó lao chạy nhanh thật nhanh qua đây luôn. Tức là đi gấp đôi di chuyển. Đây, nó đứng đây. Ông cản vệ khi mà thấy con quái vật. Đây, để bọn nhau yên. Ông ta nâng cái heavy crossbow của ông lên và ông bắn một phát. Ok, chúng. Mười đam. Ông bắn khá hay. Trời ơi, bắn dữ dội vậy. Quái vật nó phá chặt mục tiêu là ông ta. Rồi, đó là của Dũng. Dũng đang chạy, thấy mọi người chạy ngược lại sẽ là một phát Akira Slide. Akira Slide. Mới rồi nha. Hold on. Đợi đi. Lỗi. Try this. No. Không hiện lên rồi, không hiện được GIF. Rồi. Dũng sẽ chạy ngược lại. Chạy đằng sau ông này. Chạy qua lùm cây. Ok. Xong rồi đang chạy xong chỉ vào con gái mà trông có thấy Peter Pan không hay là thấy trông nó thế này, trông nó như thế đó, trông nó như thế sẽ chạy chỉ vào đó biết đi đấy là phép command. Trong lúc mà đang chỉ loạn lên thì tay cũng cầm cái biểu tượng thánh của mình. Okay. Và trong lúc đấy cái biểu tượng này cũng phát sáng lóe lên một cái ánh sáng và nó phải làm cái wisdom saving throw. Ok, đến là tool thâu đến tool wisdom đến tool nó phải thâu wisdom, nói chung là bây giờ chưa phải lăn. Ừ. Bây giờ nó lăn luôn rồi đến tên nó sẽ làm nếu mà nó fail. Ok. Ừ. Không người ta okay. nó nhìn dấu một cái xong nó nói mày xứng đáng với sứ sở thần tiên nữa. Tao sẽ giết hết chúng mày. Ở lượt của Aisa. Kinh nghiệm đầy mình rồi. Không lời nói đâu. Lượt của Aisa. Yeah. Lại thử cái làm cái ảo ảnh bằng một cái đồ chỉ để trong cái cặp của mình. Nghe rõ chứ? Yeah. Ngày mai trước mặt nó một cái ảo ảnh của Dũng. Ok. Ông ném một cái ảo ảnh của Dũng trước mặt nó rồi sao nữa? Ông tôi chạy xuống dưới. Ok, di chuyển lại. Đó là của Edwin. Ông cứ di chuyển đi. Đó là của Edwin. Edwin chạy như tầm này đây. Được, nhau nhờ. Chạy xuống đây. Tự tự. Cái... Edwin... Tự tự. Chồng. Cắt được cái gì đây? Đấy. Ok, chọn này vui. Chạy... Thấy không? Cái băng đá. Ok. Một chút. Và đây 8. Ủa, máy. Để phải chúng nữa. Tôi tự. Never... Cái này đi lăn đi.
Cái này nó không tính là DC đi. Hả? Là vẫn phải làm cái DC tiếp đúng không? Dexterity. Cái này là nó bắn là chuẩn về lăn để né mà. Bắn chuẩn lăn để ok. Ok. Quyền chữa ra những cái như là những cái đá tảng đúng không? Đúng, ném hòn đá, bắn đó hòn đá rớt đây này. Ừ, bắn đất vào đó xong nó trúng đâu á. Có vẻ là nó có vẻ là như bắn xuyên qua một phần cơ thể nó bị bay ra luôn rồi. Rất đau. Rồi đó là của Edward. Bắn cho nó thêm Fancy Secret Flame nữa. Ok, ok, Secret Flame. Làng sát thương không? Làng sát thương là 3. 4, rồi chúng. Ok, vừa dính đá vừa dính lửa nó rất là đau. Rồi, Edward làm gì nữa không? Đó, chạy. Ok, chạy, di chuyển đi. Chạy thêm được 6 ô nữa nha. Yes. Không, chạy đến đây thôi. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đứa lửa của nó. Nó khóa chặt mục tiêu là cái ông cảnh vệ. Nó nhảy lên, vồ lấy ông ta. Đưa hai cánh tay coi như là những cái ngón tay thì đầy vuốt sắt. Đợi một chút nữa. Anh nó bỏ qua luôn cả ảnh của Dũng à? Ừ, có vẻ nó chả quan tâm Dũng nữa. 13, ok, trúng nè. Ok, trứng đam. Ông cảnh vệ ăn trứng đam. Có vẻ là ông ta, cái con quái vật đưa sẵn sàng hai cánh tay lên theo hình chữ X. Kéo một phát. Coi như là xác của ông cảnh vệ. Bụng của ông ta bị mổ ra luôn. Mổ toan ra luôn. Mở toan ra. Rồi ông ta rơi xuống. Ông cảnh vệ có vẻ là nhìn những đứa trẻ hối tiếc một chút rồi ông ta gục xuống. Vậy là chết luôn rồi. Ừ đúng rồi, ông chết rồi. Đó là của Dũng. Dũng sẽ ngoái lại rồi trong một giây slow mo có cảm giác từ đấy cũng hối tiếc và sau này cũng phải quay đi, mắt hơi rớm rớm nước mắt nhưng mà vẫn chạy. Đá xuống thấy cái đấy rồi không quay lại dùng chửa gì nữa, chạy thẳng. Thì không dùng healing word hay là cũng chết rồi mà chết dùng rồi heal, không dùng mending gì nữa ha. Chết mending. Rồi men cái gì ông đi heal chỉ heal người có xấu thôi. Ok chạy rồi đến ai xa chưa làm việc đâu ai xa ai xa lại trưởng quả cầu lửa. Cầu lửa thì phải mô. Đức Flame cũng phải. Phải bấm đi kia thần ra đọc gì đọc lại đi. Đức Flame không phải thế. Ừ, level này không có Fireball đâu. Được kìa. Nhầm. Không phải Đức Flame đâu ơi. Ông bấm vào cái chữ ấy. Tôi không phải có. Tôi cũng có muốn dùng Produce Flame mà. Dạ. Em không thể đợi. Đọc lại Đức Flame dùng là nó như nào đó. Bình tĩnh. Nó là tạo ra một. Nó không như. Thế nào? Product Flame Duration U ha? Nó làm tạo ra đám lửa dưới đất thôi. Đúng không? Không phải pick. Đánh trong lửa, tay. Đúng rồi, trong tay. Xong rồi ném. Ok, ném ra. Ném ra số trứng này là to hit hay là đam? To hit, ok, vậy không trúng. Ok. Ai xa... chạy đi. Ông Nguyên, không chạy. Ông Nguyên hả? Ok, rồi, được. Đó là chạy. Phải chờ anh em. Chạy nó chạy nhanh mà chờ làm gì? Đi vô trên ngắn chạy đi. Trời ơi. Ngắn chạy đi. Không đá xí. Vẫn còn kịp chạy thôi được. Rồi. 4 ô rồi. Edward. Con quái vật này. Edwin dừng đấy à? Edwin có thể đá di chuyển không? Ừ đúng rồi. Ok rồi được. Đến Edward. Còn bắn được con nữa. Thì nào. Sao Phật tử. Edward. Đang suy nghĩ, đang suy nghĩ. Ok, ông Edwin là trưởng ca thua rồi đúng không? Đúng rồi, lại DC 13 đi. Ok. Ấn ở đây. Chúc tôi lăn Dexterity. Ấn từ đây, từ lấy hòn đá bên giường lại bắn ra. Đây, bắn nguyên một hòn đá nữa vô hắn. Ok, hắn né được. Cái tên như cao to, cái tên mà cao gầy kia đưa móng vuốt lên. Cao một phát. Cái hòn đá mà Edwin bắn thì nó bị tách ra làm hai và không gây sát thương cho anh. Nhân vật của mình còn xài được nhiều lần Sacred Flame nữa ta. Giờ hồi nãy giờ ông có bấm, ông có tức không? Sacred Flame là level mấy nhỉ? Level 1 của ông. Sacred Flame là level 1. Level 0 là nó là khai chip hả? Mình không khai chip. Dùng bao nhiêu tấn cũng được.
xóa đi bạn ơi, xóa đi. Tao còn xóa lửa mà. Vấn đề là spam thì không chạy được. Quăng thêm phát Secret Flame nữa. Ok. Rồi ok, nó trúng. Ê, cái lần này thử coi con quái vật. Ok, nó có vẻ nó đau đớn hơn nữa rồi. Ok. Có vẻ là bây giờ người nó có vẻ là khá lấp lem, bị bỏng nè. Rồi một phần bụng của hắn thì nó bị xuyên ra, máu rơi xuống rất nhiều. Nó rú lên một cái, cả năm người đều có thể nghe một tiếng rồng rất là to. Nãy giờ là không có lượt của So nhờ. So chạy theo em quá đấy. So có vẻ là mà quá không đáng được. Ok. Rồi đó là con quái vật thì nó bắt đầu là các người nhớ đây. Ok, nó đã nó chạy. Ok. Vậy còn ok, sau đó thì mọi người có vẻ nó chạy đi rồi. Mọi người muốn làm gì? Thì chạy về thôi, chạy tiếp. Tiếp tục chạy. Có thể là mọi người có thể chạy về thẳng tới thị trấn hoặc là đuổi theo con quái vật đó được. Thầy khoan các cậu, ta không nên xét của bác bảo vệ về. Quyền nhiều đâu quay lại với đồng bọn thì sao? Ok, ok. Mình với Edwin là quay lại lấy xác của bác bảo vệ sau. Hay để mình chạy. Oh. Nếu không phải là người ta bảo là mình giết bác thì sao? Edward quyết định quay lại chỗ xếp bác bảo vệ. Ok, khi đó thì thi thể bác bảo vệ phần bụng của bác ấy đã bị cào xé nát ra rồi. Ruột gan thì nó lòi ra hết trơn, rất là tởm, rất là ghê. Ép mending nó có câu lại cho con bụng. Ông chết rồi ông. Được, bây giờ ông không thích câu lại cho nó dễ. Câu lại cho nó dễ. Là sao rất mưa nó chọc lại dễ sát đi không phải ở đây bây giờ thì không được vì bây giờ là thành cái xác object rồi không phải là feature nữa. Đúng rồi thôi đi đúng rồi object bây giờ nó là object không được đúng không các cậu ông chú ba Harry ba ấy chết rồi ta phải về thị trấn mau sò nói ta phải về thị trấn mau thông báo cho mọi người để mà lo xét bé về. Chúng ta là trẻ con không làm gì được đâu. Sao nói đúng, tôi quá ngây thơ rồi, đi thôi. Ok, xin chúc mừng mọi người đã thành công trong việc tìm thấy So. Oh my god. Ok, không phải thực hiện. Tao lại bắt bốt à? Ok. Đợi một chút. Well, thì khi mà mọi người cuối cùng cũng chạy được về cái thị trấn đấy. Và mọi người thì mọi người thông báo. Khoan, bây giờ mình hỏi mọi người nha, muốn làm gì? Khi mà vừa chạy về cái thị trấn ấy. Mình đang ở trên ngôi nhà mà. Mình đang về thị trấn, đây là Multiverse Jump. Yes. Mọi người đã về được cái nhà quét quen rồi. Yay. Bây giờ mọi người muốn làm gì? Bọn mình có biết ai có thể báo được mà họ sẽ tin mình không? Ừ, cũng vậy. Erwin con thị trưởng persuasion người ta đi. Erwin, bố Erwin ghét Erwin mà. Mà Huy vẫn là con của người đứng đầu làng mà. Trước tiên chúng ta nên đưa cậu ấy về nhà của cậu ấy đó. Trước tiên chúng ta nên đưa So về nhà cái đã. Tớ lặng quá. Không, cái cậu tớ muốn ở lại. Không muốn xa các cậu lần sao nói rồi ôm cả đám. Nếu cậu không muốn gặp lại mẹ của Dũng mình nữa. Dũng dễ ôm So. Cậu đấy rồi, bọn tôi cứ tưởng là cậu nghe cậu lúc này ngay cửa sổ một bóng hình nhìn vào lũ trẻ, một người đội một cái mũ hình tam giác, tay ông ta cầm một quả cầu, quả là bói toán nha, xong ông ta biến mất. Có ai thấy không? Không ai thấy và đó, câu chuyện kết thúc tại đó. Well, còn về cái kết thì mọi người làm gì nè? Mọi người tính làm gì? Đây đều quyết định cái kết. Sau là muốn đem quyển Peter Pan đi đốt. Ok, Dũng muốn sau đấy Dũng là muốn đem quyển Peter Pan đi đốt. Rồi Dũng đốt Peter Pan. Edward muốn làm gì? Edward muốn hỏi ái xe cái trò mà ảo ra tiếng ảo vật gì đó ở trên nhà mình hay á. Tao ái xa và mình không dạy, mình chỉ muốn ở bên cạnh So thôi. Ok, được. Win sẽ cất cái bản cổ cơ vào cái bộ sưu tập đặc biệt của anh. Ok,
Thế là không có ai báo gì cho khán giả đúng không? Mình chưa báo hả? Mình chưa báo á. Quyết định nhóm của mình là có báo không và báo cho ai? Xin bảo là nhất chúng ta đừng nói nhiều về chuyện này. Dũng đều nghĩ không ai tin đâu, người lớn không tin tưởng được. Đây là quyết định không báo. Vậy là chỉ có một là người duy nhất biết được nhớ bạn này là ông ta cũng không xuất hiện. Well, rồi, giờ xin kết thúc tại đây. Và sau đây là cái kết đi sau. Sau khi nhóm mà trở về thành công thì sau cuộc với sau mọi người tiếp tục sống một cuộc sống rất là tuyệt vời. Có cái là chú Harry, ông bác ông cảnh dạy thì ông có lẽ ông ta là người mất tích tiếp theo. Sau vài ngày hoảng hốt thì người dân cũng bắt đầu quen dần và không có vẻ là không quan tâm gì ông ta. Đã có người thay thế vị trí của ông ta. Còn về quyển Peter Pan sau khi mà chủ đốt cái quyển đó đi thì khoảng 17 năm sau, khoảng 3 năm sau thì vẫn có thêm mất tích. À mà cho mình hỏi là sao lấy được cuốn sách từ đâu, kiểu gì vậy? Ăn cắp. Ăn cắp à? Ok, vậy xin sở thú, cảm ơn mọi người. Cảm ơn Tàu đã dẫn game. Bàn luận sau game nè, người thấy hôm nay nè. Game đầu hay chưa? Game hồi hộp thật đấy. Lúc mà lặn xuống, lăn cái acrobat thấp tè lè, tưởng sắp to, sắp chít rồi. Điện thấy câu chuyện của game này rất là hay. Nó mang được tính mờ ám, tính có cái kinh dị lúc cuối. Táo ta miêu tả cái không khí như vậy rất là tốt, tạo nên cái không khí như vậy. Nghe cũng hợp đấy chứ, nghe mà rùng mình luôn. Mà mình vẫn chưa hiểu cái bản thuộc cơ, cái Ogi đó là ai vậy? Mọi người muốn nghe không? Nếu mọi người muốn nghe giải thích. Chắc là con của ông kia. Mình nghe cũng nghĩ vậy. Well, thì lúc đó là có hai linh hồn nó chen chúc lẫn nhau, một là Ori, hai là cái giọng nói, cái khả năng tâm linh của cái con quái vật. Mọi người có thể nhận ra sự khác biệt của hai cái, một thứ thì hỏi mọi người một cách lịch sự, một thứ thì hỏi mọi người một cách kiểu dồn dập. Ủa, vậy đọc cuối cùng là con quái vật hỏi mình à, chứ không phải là vui. Lúc đầu là Ori, Ansen. Là quái vật đang xen nhau. Điều dễ mọi người có thể dễ nhận ra nhất đó là khi mà nó hỏi tên lần thứ hai mà. Đấy thì tự nhiên cứ hỏi đi hỏi lại tên, cứ tưởng cả đang định hỏi cái hồn ma đằng sau lưng nhóm mà mình ấy, chứ không phải là hỏi mình. Tưởng là tên của hộ vệ của Dũng ấy chứ. Được, không sao thế. Đúng rồi, mọi người sao chữ thế. Đây là mình mới hỏi là có thật là Ori hỏi tên của bọn mình không? Hay là định hỏi cái ai đấy, đừng tàn hình, nhưng mấy con ma đằng sau lưng. Well, Ori hỏi tên của mọi người. Có thể là hỏi cũng hỏi con ma. Không, là như này, để mình giải thích. Ori hỏi tên của mọi người. Đó ngay khi mà cái bài cầu cơ nó nhắn lên cái chữ là hỏi tên của Edward lần thứ hai, đúng không? Thì lúc đó là con quái vật nó không có hỏi là tên mọi người, nó mới hỏi coi cái tên cái con hồn ở sau. Cái đoạn mà thả tay ra nói mệt rồi. Đúng rồi. Cái đoạn mà nó kêu người cứu cùng ấy là nó đang nhắc đến Dũng. Cũng may là Dũng không đặt tay vào. Dũng bỏ ra từ khá sớm. Nói chung là Dũng từ đầu mặc dù là không biết là quái vật hay không mà Dũng nó cũng sợ ma, nó không tin tưởng từ đầu rồi. Nè, cũng may là không đặt đấy. Nên là Dũng mà mập quá, Edward kéo lại không nổi đấy. Dũng đấm ăn bớt nữa mà. Thực ra là cái lúc đấy mình cũng gọi tên nhau hết cả ra mà, kể cả lúc nói chuyện với nhau. Còn cái lúc chơi thì thực ra có một số đoạn là Thiện cảm thấy nó hơi rườm rà một tí. Những cái đoạn mà có chuyển cảnh thì mọi người đang có hai bên đang làm việc song song, ví dụ như đoạn cái ông cảnh vệ với Erwin, xong rồi ba đứa còn lại, thì cái đoạn đấy Thiện đang hơi thắc mắc là không biết là Táo vẫn đang muốn ở cái cảnh kia hay là sang cảnh mình rồi mà không thấy không nói gì. Bình thường những lúc như thế Táo nên bảo là ở chuyển cảnh nhé. Lúc đấy Thiện đang đợi không muốn chen ngang vào, tại vì có thể là vẫn đang ở chơi cảnh kia, không biết là chuyển cảnh sang mình chưa. Ok. Hôm nay công nhận em phải công nhận điều em giận nó khá là rụt rà, nó khá là kiểu sao tao em kiểu bị cứng họng ấy. Em mong có một trải nghiệm tốt. Cái dẫn mà thì dẫn nhiều nó sẽ cảm giác quen thôi. Cũng có những đoạn để cho mọi người roleplay thì hay, và có những đoạn mà
kiểu rõ ràng là mình nhóm sẽ làm gì tiếp rồi thì có thể miêu tả luôn, chứ không phải đợi từng bước nữa, đến gốc cây rồi làm gì, rồi leo lên cây, rồi leo lên cây rồi làm gì. Kiểu như vậy. Cảm ơn Đào hôm nay đã dẫn một game chuẩn bị rất là hay, kỹ lưỡng cho mọi người. Kể cả đoạn cầu cơ là ngồi chơi ngoài đời thật, cảm giác hơi rén rén một tí. Có phải anh cái nhà các thứ chưa? Có anh gặp rồi. Đấy, rất đẹp. Phải bật ra mấy cái... Từ lúc mà cỡ tối đến xong rồi. Và cái đào táo tiếng kiểu chuyển đột nhột sang cái nhạc kinh dị. Ok. Đúng rồi. Trời ơi, đang nghe nhạc kinh dị. Chiều chiều. Đến vô nhà mẹ cái kinh dị vô ầm cái chỗ giật mình thiệt luôn chứ. Why do I hear boss music? Nhưng qua âm nhạc quan trọng thì mà. Nhà vẫn tạo không khí. À, tốt. Dù vậy cũng cảm ơn mọi người đã enjoy cùng với mình trong cái câu chuyện này. Câu này okay. Nếu táo mà có thấy hứng thú với cái này thì chơi cỡ 15 năm sau nhóm bạn quay lại để giết con quái vật một lần và mãi mãi luôn. Mẹ không đi qua ghê ít thế. Cũng kiểu ít thế nhỉ. Ông nghĩ đây ít chắc là châu à. Giống sự trend thương hơn. À đúng rồi. Hai cái là bột. Cái đoạn cuối vì... nếu mà Dũng cảm hơn có thể quay lại bắn nó một cái có thể nó chết, nhưng mà đoạn đấy Dũng dài lắm rồi, anh cho nó chạy. Yeah, tôi thử bắn phát theo chú, thử bắn phát đây. Boom. Ui giời. Well, ui giời. Ok, một số thứ mình muốn chia sẻ về cái nhân vật của các bạn ngày hôm nay. Đầu tiên là Hoàng 95 ha. Ông thể hiện khá là hay, đúng chất, ngỗ ngực ấy. Tôi vẫn còn ấn tượng quả cãi ông cha đỉnh quá. Hoặc là che. Chơi hoặc chơi nhân vật đấy đúng kiểu là cãi chỉ vì là buồn cãi nữa. Bật trai mà cũng hay. Bất lực lắm. Còn anh Thiện, ok, qua Dũng thì anh Thiện roleplay rất là đỉnh rồi, không có gì. Cảm ơn. Có cái thiên thần hộ mệnh, nói chung là người bạn tưởng tượng của Dũng, thế sau là để cho DM có gì nhắc hin. Đúng mục đích mà cuối cùng là nó hoạt động như vậy. Một phần nữa thì Angel, tại sao về cái chuyện mà tại sao con Angel nó lại là kiểu lâu lâu nó lại cướp máy thì nó là do nó bị ảnh hưởng bởi cái khả năng tâm linh của con quái vật. Ông nói thích cái rồi, hợp lý. Yeah, qua bên Dolly là Aisa thì nice, đỉnh. Mà tôi thực sự rất là thích cái backstory của Aisa. Yeah. Nhưng mà... Nhưng mà... trong cái nhóm này thì cảm giác Aisa là một người kiểu đưa mạch dẫn cái nhóm đi nhiều nhất, kiểu dẫn mạch chuyện đi, và người tiên phong dũng cảm. Người dũng cảm nhất là Edwin, kiểu người dũng cảm nhất thì mình thấy nó là bên Edwin với Edward với lại Aisa, nhưng mà mình nghĩ là cái hai người như nhau ấy. Edward cũng rất hay, hôm nay chơi cũng rất hay. Sình đầu tiên mình chơi D&D luôn chứ. Cũng vậy. Game đầu. Chào mừng đến với sở thích D&D. Chào mừng đến với game của táo. Chủ game kinh dị. Nơi chúng ta trâu ma nhau. Sình này khỏe là cao lớp ít lắm. Vui rồi. Bạn có thể đôi các season khác more collective hơn. Anh Búp không ở đây nhưng mà cảm ơn anh Búp đã trở thành một gương mặt cameo. Thành bao cấp.